năm 2020 Phật lịch 2564, đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ kheo Giác Đẳng, bài 12 Đại Kinh Sư Tử Hống, Mahasihanada Sutta, Mahasihanada Sutta, phân đoạn 065 sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình, con xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật tiền thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc ru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ kheo Giác Đẳng, bài 12 Đại Kinh Sư Tử Hống, Mahasihanada Sutta, phân đoạn 065 sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Tiếp theo chương trình thì con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy. Xin cảm ơn cô Phụng Lan. Nam Mô Bụt Thầy. Kính lễ Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng. Kính chào chư tôn đức và thân chào tất cả quý tín hữu, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, tiếp theo bài Sư Tử Hống Tưởng Kinh là bài Đại Kinh Sư Tử Hống. Bài kinh này có nội dung khác hơn bài kinh trước về duyên sự, cũng như là chi pháp. Bài kinh Tiếng Kinh Sư Tử Hống thì Đức Phật Ngài dạy các vị tỳ kheo tuyên bố về giá trị của chánh pháp, và nếu bị các du sĩ ngoại đạo họ chất vấn thì nên trả lời
như vậy, như vậy. Còn ở trong bài Đại Kinh Sư Tử Hống thì do Sư Nát Khách Tá, một người Lít Sơ Quy, trước đã có tu thì kheo, nhưng mà sau vừa tục ra và đi rêu rao với mọi người để nói xấu Đức Phật. Và tôn giả Sariputta, ngài đã nghe được khi đi khất thực về bạch với Đức Phật, thì Đức Phật càng cho biết rằng cái lời chỉ trích của Sư Đắc Tá vô tình lại là tán thán Như Lai chứ không phải là chỉ trích. Nhưng mà với một người ngu si thiểu trí như Sư Đắc Tá thì không hiểu được cái lời tán Như Lai về cái sự giác ngộ, cái sự thật chứng của ngài đâu. Nhân dịp này Đức Thế Tôn ngài đã giảng giải nói về những sở đắc sở chứng, năng lực hiển hóa và cảnh giới cao rộng của chư Phật. Và những lời tuyên bố này khiến cho tỳ kheo Nagasamala đang đứng quạt hầu ở phía sau Đức Thế Tôn bị chấn động tâm tư. Và cũng chính vì vậy, thêm một cái lý do nữa mà được gọi là bài kinh Sư Tử Hống, tức là tiếng rống của con sư tử làm cho muôn thú phải bị kích động. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe từ tòa Pháp Tân vị giảng sư của chương trình thứ bảy thuyết giảng. Bây giờ thì xin mời cô Phong Lan đọc cho kinh văn của đoạn 065, sau đó xin cung thỉnh Thượng tọa Tân giảng giải. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú, con kính tri ân Thượng tọa Tệ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, và cảm ơn Xích Nhật Quỳnh. Sau đây con xin được đọc bài kinh Chánh Kinh. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, Hòa thượng Thích Minh Châu, dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ kheo Giác Đẳng, bài 12 Đại Kinh Sư Tử Hống Mahasiha Nada Sutta, phân đoạn 065 sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Phần chú thích: Sư Tử Hống Sihanada là lời tuyên bố không khiếp sợ của Bậc Sư về lời Đức Phật nói về sự ưu việt vô thượng của Ngài, và có thể nói chung chư vị chánh đẳng chánh giác đối với cả ba phương diện tự giác, giác tha, giác hạnh, viên mãn. Gọi là Đại Kinh Sư Tử Hống vì là bài kinh dài, đại kinh so với kinh ngắn hơn tiểu kinh trước đây. Tôn giả Sariputta khi đi khất thực, nghe lời chỉ trích của Sunakhatta, Sa môn Gotama không có tri kiến thù thắng, thuyết pháp do mình tạo ra sau khi suy luận trắc nghiệm. Pháp ấy nhắm đến một mục tiêu đặc biệt có khả năng hướng thượng, có thể dẫn người thực hành đến chỗ đoạn tận khổ đau. Tôn giả về thuật lại với Đức Phật. Đức Thế Tôn dạy rằng
Mặc dù đó là lời chỉ trích, nhưng vô hình là tán thán Phật. Người thiểu trí khá tá không thể nào hiểu được sở chứng và cảnh giới cao rộng của bậc toàn giác. Rồi Đức Phật đi vào chi tiết những sở đắc, sở chứng, năng lực hiển hóa và cảnh giới cao rộng của chư Phật. Những tuyên bố này khiến tỳ kheo Nagasamala đang đứng quạt hầu phía sau chấn động tâm tư, có lẽ vì thế gọi là Đại Kinh Sư Tử Hống. Kinh văn: Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Vesali Tỳ Xá Ly ở phía ngoài thành trong một khu rừng phía tây. Lúc bấy giờ Sunakhata thuộc bộ lạc Lichawi vừa mới từ bỏ pháp và luật này, nói lời nói như sau trong hội chúng Vesali: Sa môn Gotama không có pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Sa môn Gotama thuyết pháp, pháp ấy tự mình tạo ra, do suy luận tác thành, tùy thuận trắc nghiệm, và thuyết cho một mục tiêu đặc biệt có khả năng hướng thượng, có thể dẫn người thực hành diệt tận khổ đau. Lúc ấy, tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất vào buổi sáng đắp y cầm bát vào thành Vesali để khất thực. Tôn giả Sariputta nghe Sunakhata thuộc bộ lạc Lichawi nói như sau trong hội chúng ở Vesali: Sa môn Gotama không có pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Sa môn Gotama thuyết pháp, pháp ấy tự mình tạo ra, do suy luận tác thành, tùy thuận trắc nghiệm, và thuyết pháp cho một mục tiêu đặc biệt có khả năng hướng thượng, có thể dẫn người thực hành diệt tận khổ đau. Rồi tôn giả Sariputta khất thực xong, sau khi ăn và đi khất thực trở về đến chỗ ở của Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên, sau khi ngồi xuống một bên, tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Sunakhata thuộc bộ lạc Lichawi vừa mới từ bỏ pháp bộ luật này, nói lời nói như sau trong hội chúng Vesali: Sa môn Gotama không có pháp thượng nhân, vân vân như trên, vân vân diệt tận khổ đau. Này Sariputta, Sunakhata phẫn nộ và ngu si, do phẫn nộ nên nói lên lời ấy. Này Sariputta, ông ta nghĩ ta sẽ nói xấu. Thế mà kẻ ngu Sunakhata lại nói lời tán thán Như Lai. Này Sariputta, ai nói như sau là tán thán Như Lai? Pháp ấy được thuyết giảng cho một mục tiêu đặc biệt có khả năng hướng dẫn người thực hành diệt tận khổ đau. Những điểm cần nhớ: Sunakhata, một người thuộc dòng Lichawi, xuất gia theo Đức Phật, có lúc trở thành người hầu cận Phật. Do nghiệp quá khứ, vị này chỉ có thể chứng thiên nhãn mà không chứng được thiên nhĩ. Do quá chú trọng về thần lực mà vị này không trưởng thành trong giáo pháp. Về sau này, Sunakhata rời bỏ giáo pháp theo ngoại giáo. Đức Phật đã có lời tiên tri về cảnh giới tái sanh của những đạo sư ngoại giáo mà Sunakhata quy hướng. Tất cả đều trở thành sự thật. Tuy vậy, do chấp thủ sai lầm, Sunakhata đã không rời bỏ được cái nhìn sai lạc về giá trị chân thực của đời sống phạm hạnh. Sunakhata là một người thuộc dòng Lichawi, xuất gia theo Đức Phật, có lúc trở thành người hầu cận Phật. Do nghiệp quá khứ, vị này chỉ có thể chứng thiên nhãn mà không chứng được thiên nhĩ. Do quá chú trọng về thần lực, vị này không trưởng thành trong giáo pháp. Về sau này khi Sunakhata rời bỏ giáo pháp theo ngoại giáo, Đức Phật đã có lời tiên tri về cảnh giới tái sanh của những đạo sư ngoại giáo mà Sunakhata quy hướng. Tất cả đều trở thành sự thật. Tuy vậy, do chấp thủ sai lạc, Sunakhata đã không rời bỏ được cái nhìn sai lạc về giá trị chân thực của đời sống phạm hạnh. Sunakhata khi nói đến giá trị của sự tu tập thì chú trọng đến thần lực phép màu. Vị này cho rằng theo sự hiểu biết của mình thì Đức Phật chỉ dạy về pháp có mục đích hướng thượng, có hiệu năng đoạn tận khổ đau, nhưng không dẫn đến thành tựu năng lực siêu nhiên. Nên cẩn thận, lời bình phẩm đó mặc dù có tính cách chỉ trích nhưng có phần đúng, là Đức Phật giảng dạy giáo pháp chỉ với mục đích hướng dẫn chúng sanh giác ngộ giải thoát, như câu những chiếc lá Simsaba. Dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng. Dạ, con đã đọc xong kinh văn. Sau đây con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân. Dạ, còn đoạn 66. Tại con thấy trên cái banner chỉ có 65. Dạ, con xin đọc tiếp.
sự trống rỗng của một người thất bại. Kinh văn: Này Sariputta, đối với Sunakkhata, ngu si kia sẽ không có tùy pháp nào về ta như sau. Đây là Như Lai, A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Này Sariputta, đối với Sunakkhata, ngu si kia sẽ không có tùy pháp nào về ta như sau. Đây là Thế Tôn, vị đã chứng được các loại thần thông. Một thân thì hiện ra nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình, biến hình, đi ngang qua vách, qua thành, qua núi. Như đi ngang hư không, độn thổ, trồi lên ngang qua đất liền, như ở trong nước, đi trên nước, không chìm, như đi trên đất liền, như trên đất liền, ngồi kiết già, đi trên hư không như con chim, với bàn tay chạm rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oai lực. Đại oai thần như vậy có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Này Sariputta, đối với Sunakkhata, ngu si kia sẽ không có tùy pháp này về ta như sau. Đây là Thế Tôn, với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng, chư thiên và loài người, xa và gần. Này Sariputta, đối với Sunakkhata, ngu si kia sẽ không có tùy pháp nào về ta như sau. Đây là Thế Tôn, sau khi đi sâu vào tâm chúng sanh, tâm của loài người với tâm của mình, vị ấy biết được như sau. Tâm có tham, biết tâm có tham, hay tâm không biết là tâm không tham, vân vân. Tâm chuyên chú, tâm tán loạn, vân vân. Đại hành tâm, vân vân, không phải đại hành tâm, vân vân. Tâm chưa vô thượng, vân vân. Tâm vô thượng, vân vân. Định, vân vân. Tâm không thiền định, vân vân. Tâm giải thoát, vân vân. Tâm không giải thoát, biết là tâm không giải thoát, vị ấy biết như vậy. Điều sai lầm lớn của lời chỉ trích này, Sunakkhata với trình độ hữu hạn không thể hiểu hết về tuệ giác, năng lực và cảnh giới của bậc chánh đẳng. Lời khen tiếng chê không nói lên được giá trị thực sự. Xưa và nay, người không bị chê bai vốn không có. Giá trị có nhiều bình phẩm khen chê hai trái chiều. Hơn thế nữa, đối với thị phi, Đức Phật và các bậc thánh luôn an nhiên, nếu cần phải nói điều gì thì các ngài nêu rõ ý nghĩa. Nên cẩn thận, mặc dầu trong hàng đệ tử cư sĩ của Đức Phật có rất nhiều vua chúa, những người có thế lực và ngay cả Đức Phật cùng các đệ tử có nhiều thần lực, nhưng không bao giờ có chuyện áp đảo những người chỉ trích bằng sức. Nếu lẽ phải không chuyển hóa được định kiến sai lạc thì bậc thánh trí chọn sự im lặng thuận với tự nhiên. Còn tiếp. Dạ, bài chánh kinh đến đây đã hết. Con xin được kính cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tân Từ Bi Hoan Hỷ giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, con xin được kính thỉnh sư. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sân Khai Dạ. Thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tùy Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đức Tùy Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học bài kinh Đại Kinh Sư Tử Hống. Trong phần chính thì chúng ta cũng đã nghe của Phong Lan đọc phần chánh văn rồi. Thì cái bài kinh này đó là so với lại cái bài kinh tiểu kinh Sư Tử Hống thì cái bài kinh này nó dài. Và ở đây đó thì chúng ta thấy rằng là đối với Đức Phật thì Ngài là một bậc chánh đẳng chánh giác. Bởi vì khi mà đã là thành một bậc chánh đẳng chánh giác thì Ngài vẹn toàn cả ba phương diện tự giác và giác hạnh, giác tha. Tức là tự Ngài giác ngộ và những cái hạnh nguyện mà Ngài thực hành nó được trọn vẹn.
và Ngài luôn luôn mang đến cái sự lợi ích cho tất cả chúng sinh về trên phương diện thực hành trong giáo pháp để hướng đến cái sự giải thoát ở trong tương lai. Thì đối với bậc chánh đẳng chánh giác là như vậy. Còn đối với một cái nhìn nào đó, chúng ta thấy ở đây đó là Sunakata. Sunakata là một trong những cái người mà trước đây là xuất thân từ dòng dõi Lichavi, rồi cũng đã xuất gia theo Đức Phật. Rồi là sau đó thì có thể là nói rằng có một thời để gần gũi với Đức Phật, hầu cận Đức Phật. Nhưng mà rồi đó thì sau đó là vị này hoàn tục, hướng theo những cái người ngoại đạo. Và lúc đó đó thì Sunakata đã sanh lên một cái lòng, tức là không kính tin Đức Phật mà lại có những cái lời chỉ trích Đức Phật, chê bai, thậm chí là nói xấu Đức Phật. Thì Ngài Xá Lợi Phất á, một lần nọ Ngài đi khất thực. Thì khi mà Ngài đi khất thực như vậy thì Ngài nghe cái câu chuyện của Sunakata chỉ trích chê bai nói xấu Đức Phật, là nói rằng Đức Thế Tôn á, là Ngài chỉ thuyết pháp, Ngài không có một cái tri kiến thù thắng, tức là cái tri kiến đặc biệt của một vị giác ngộ. Theo Sunakata nhận định là như vậy. Và Sunakata đã nói lên những cái lời đó, nói Đức Thế Tôn nó là không phải là một cái vị mà một người mà có được cái tri kiến thù thắng, và Ngài chỉ thuyết pháp theo những gì mà Ngài hiểu và Ngài tạo ra thôi, chứ không phải là Ngài thực là chứng ngộ. Và những cái pháp mà Đức Phật Ngài dạy đó cũng không phải đưa đến cái mục tiêu hướng thượng ở trong cái đời sống phàm hạnh này. Sunakata chê trách như vậy. Và điều đó đã được Ngài Xá Lợi Phất đã nghe khi mà đi khất thực. Sau khi đi khất thực xong thì Ngài trở về là Ngài đảnh lễ Đức Phật, và Ngài thưa lại những cái việc mà Sunakata đã có lời chê trách Đức Phật là như vậy. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác. Cho nên khi mà Ngài xuất hiện ở cuộc đời này đó, thì giống như là một cái, ở đây ví dụ như là một cái con sư tử. Thì sư tử là một cái loài chúa sơn lâm. Cho nên là khi mà nó cất cái tiếng rống lên thì muôn thú ở trong khu rừng này đều phải khiếp sợ. Và Đức Phật cũng vậy. Bởi vì Ngài đã chứng ngộ được những cái pháp liên quan với thế gian này, và chứng được những cái pháp mà Ngài đã tự giác ngộ được, và giảng dạy những cái pháp mà đưa đến cái hướng thượng cho tất cả chúng sinh. Về tức là Ngài tự chứng ngộ về những cái pháp đó, không phải là một cái vị thầy nào chỉ dạy cho Ngài. Bởi vì cái khả năng của một vị chánh đẳng chánh giác là như vậy, tự chứng ngộ. Đối với các cái bậc thinh văn thì cần phải có người thầy, tức là có đấng chánh đẳng chánh giác giáo hóa thì các bậc chánh đẳng mới giác ngộ được. Còn riêng đối với bậc chánh đẳng chánh giác là tự giác ngộ. Còn những cái công hạnh mà đối với Đức Phật á, thì những cái công hạnh của một vị chánh đẳng chánh giác thì nó toàn vẹn. Toàn vẹn là ở chỗ là chúng ta thấy rằng các cái pháp độ ba la mật, các cái công hạnh về sự tu chứng, các cái công hạnh mà về thần thông thánh trí, tất cả các cái điều đó Đức Phật Ngài đều chứng ngộ. Và Ngài đã đem cái cách giáo hóa, cái sự chứng ngộ đó, Ngài giảng dạy lại cho những chúng sinh
nói chung và đệ tử của Đức Thế Tôn. Chúng ta thấy trong các cái cách giáo hóa thì Đức Phật thường, Đức Ngài, Đức Thế Tôn Ngài lấy cái phương pháp gọi là thuyết pháp giáo hóa trong suốt 45 năm, mặc dù có nhiều cái cách giáo khác nhau về thể hiện thần thông hoặc là đón vận mệnh như thế này thế nọ, thì điều đó không phải là Đức Phật không biết. Điều đó Đức Phật không phải là không biết. Như chúng ta thấy rằng là thế gian này có những cái thủ thuật, rồi có những cái điểm đặc biệt của những cái môn học. Những cái môn học đó, đó người ta có thể biết được, tiên đoán được thời gian, tương lai, rồi quá khứ. Nhưng mà đoán thời gian và tương lai quá khứ thì đối với những cái kinh nghiệm đó, đó thì nó cũng có giới hạn với thời gian. Được ghi chép lại mà người ta học hành hay hoặc là do một cái sự tu chứng nào đó, cái tu chứng này đó thì cái khả năng của cái người mà bình thường tu chứng, như chúng ta thấy rằng các vị ngoại đạo cũng có chứng được thiên nhãn thông, rồi thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, vân vân, hoặc là biến hóa thông, có đủ hết. Đức Phật cũng thừa những cái việc đó, tức là Đức Phật Ngài đã chứng ngộ và có những cái pháp thần thông. Nhưng mà Đức Phật ít có khi nào mà Đức Phật Ngài sử dụng cái pháp thần thông để nhiếp phục chúng sinh. Chỉ có điều là Đức Phật Ngài sử dụng về phương pháp giáo hóa, tức là thuyết pháp giáo hóa. Trong suốt 45 năm hoằng pháp của Đức Phật thì Ngài thường dùng cái lời lẽ, và lời lẽ đó, đó là lời lẽ bằng cái sự chứng ngộ của Ngài, và Ngài truyền đạt đó là chân lý, đó là sự thật. Cho nên cái người nghe đó, họ nghe, nếu họ có duyên thì họ chấp nhận liền, họ chấp nhận và họ hoàn toàn quy phục trước cái lời dạy của Đức Phật. Bởi vì vậy cho nên là Đức Phật dùng cái phương pháp giáo hóa đó, trong cái cách thuyết pháp giáo hóa đó. Thì ở đây khi mà Sunakata đã có một cái lời chỉ trích Đức Phật như vậy, thì Đức Phật Ngài mới nói rằng đối với lại Sunakata nó là một cái người mà gọi là một cái người không có trí. Và vì vậy cho nên là chỉ biết được một cái khía cạnh nào đó ở trong cả cái thế giới này. Và sự thật ra nếu mà mình đem mà mình nhận thức với một cái người, mình xét đoán với là một cái người nào mà có một cái trình độ cao hơn á, thì sự thật ra cái xét đoán đó, đó nó không hoàn toàn chính xác. Hơn nữa đó, đối với Sunakata đó, sanh lòng bất mãn. Sanh lòng bất mãn là bởi vì do cái nghiệp quá khứ cho nên là Sunakata chỉ chứng được cái thần thông là có được cái thiên nhãn thông, nhưng mà cái thiên nhĩ thông thì không có. Cho nên có thể là thấy được nhưng mà không thể biết nghe được. Nói điều này để cho chúng ta thấy rằng cái sự chứng nghiệm của một người nào đó thì nó cũng chỉ là giới hạn ở trong phạm vi của một người đó thôi, chứ nó không vượt ra khỏi cái gọi là tức là một cái trí tuệ của một bậc chánh đẳng chánh giác. Cho nên nếu một giống như mình nói là một người mà có một cái trình độ cấp 1, cấp 2, cấp 3 mà đi đón một cái trình độ của một người đại học thì hoàn toàn nó không có thể nào mà chính xác được. Cũng như vậy, Sunakata đã có một cái lời chỉ trích trong khi nói Đức Phật á, Sunakata nói Đức Phật là chỉ thuyết những cái gì mà mình suy diễn ra, mình thuyết giảng ra thôi. Và cái điều mà Đức Phật Ngài dạy cũng không có đưa đến cái pháp hướng thượng, giác ngộ được. Thì đây là một cái sai lầm của Sunakata. Mà phần lớn á, thì chúng ta thấy rằng nhiều khi mình diễn dịch trong cái suy diễn của chính mình, một người nào đó suy diễn của chính mình, rồi mình như ngày nay chúng ta thấy rằng có nhiều người đó thì
tự cho rằng cái lời của Đức Phật nó không hợp thời, cái lời dạy của Đức Phật nó không hợp thời, rồi cho rằng cái điều Đức Phật ngày dạy nó cô động, rồi mình diễn dịch theo cái suy nghĩ diễn của chính mình, rút cuộc lại thì mình diễn dịch sai. Và trong cái suy nghĩ của một người phàm phu hoàn toàn cái khác với lại trí tuệ của một bậc giác ngộ, đặc biệt là bậc chánh đẳng chánh giác. Cho nên chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật thì ngài trên cả ba phương diện, ngài toàn vẹn cả ba phương diện, là phương diện mà tự giác ngộ, tự ngài giác ngộ. Như chúng ta thấy rằng khi còn là Bồ Tát thì Đức Bồ Tát ngài còn đi đến những vị đạo sĩ này hoặc về những vị ẩn sĩ kia để ngài học, và cuối cùng ngài cũng đạt đến những cái trình độ tâm linh giống như là những vị ẩn sĩ đạo sĩ đó. Nhưng mà rồi sau đó thì ngài lại rời khỏi cái chỗ đó và tự ngài đi đến tìm một cái nơi thích hợp để mà ngài tu tập, để mà giác ngộ, tự ngài giác ngộ. Cho nên Đức Phật ngài tự giác ngộ. Cái thứ hai nữa nó là ngài các cái công hạnh, thí dụ như một người mà thực hành những cái công hạnh của mình á, được giới, được định, được tuệ, rồi chứng thần thông thánh trí, thì chỉ một là một khía cạnh nào đó, một vài khía cạnh nào đó, chứ không toàn vẹn được. Còn trong khi á, Đức Phật ngài chứng hết các cái thiền chứng, ngài có đủ cái thần thông. Như ở trong đoạn kinh này nói là ngài biến từ một thân, hai thân, ba thân, rồi từ thân hình tượng này, hình thân tượng kia đó, ngài biến quá được. Và ngài nghe được những cái âm thanh của tiếng của chư thiên và nhân loại. Thí dụ như mình á, đối với một người bình thường á, thì chỉ nghe cái tiếng của nhân loại. Nhân loại tức là cõi người của mình nói trong phạm vi giới hạn không gian nào đó thì mình có thể nghe được. Ngày nay thì nhiều khi mình giống như là có cái thần thông, mình nghe ở bên kia nữa cái quả địa cầu, tức là mình dùng điện thoại để mà mình nói. Nhưng mà ở đây nói trên phương diện tu tập mà chứng đắc á, thì cái thần thông có thể là Đức Phật ngài hiểu được những cái tiếng của ngoài cái cõi nhân loại ra, thì ngài còn biết được những cái nghe hiểu được cái tiếng được của chư thiên. Rồi đó là ngài thấy được các cái cảnh giới của các cái chư thiên, do cái nghiệp gì mà chúng sanh sanh ở cõi đó. Chúng ta thấy trong 31 cõi này đó, có những cõi khổ, thì có những cõi vui, rồi có những cõi chỉ có một quẩn, rồi có những cõi có bốn thành phần danh quẩn, rồi có những cõi đầy đủ ngũ quẩn. Rồi cái nghiệp gì mà họ sanh lên những cái cõi đó, để Đức Phật á, là một bậc chánh đẳng chánh giác, ngài biết được điều đó. Bởi vì cái người mà thí dụ như mình nói là mình bố thí, mình cúng dường, mình trì giới gì đó, thì mình sanh ở có cõi cảnh giới vui, dục giới vui. Nhưng mà nếu mà mình chứng thiền thì thiền nào á, là mình chứng sơ thiền thì sanh về cõi sơ thiền, ba cõi sơ thiền. Chứng nhị thiền thì sanh về ba cõi nhị thiền, vân vân. Cái điều đó đó Đức chánh đẳng chánh giác ngài biết được, biết cái hạnh nghiệp nào mà chúng sanh sanh về cảnh giới đó, và có thể là biết được là kiếp này sanh làm cõi nhân loại, có kiếp kia thì sanh ở cõi chư thiên dục giới đau lợi, hay dạ ma, hay là tứ thiên vương, vân vân, hay là cõi người, cõi khổ, thì biết rõ những điều đó. Rồi là Đức Thế Tôn ngài biết được cái tâm tánh, cái phinh hướng của chúng sinh. Đức Thế Tôn ngài biết được cái tâm tánh, cái phinh hướng của chúng sinh. Cho nên cái phinh hướng và chúng sinh này đó, thì thật sự là chỉ có đấng chánh đẳng chánh giác mới có thể là am tường hết tất cả những cái vi tế ở tâm khảm của mỗi chúng sanh. Ở trong kinh Pháp Cú có một cái câu chuyện là cái vị tỳ kheo đó tu tập mà vị thầy dạy cho là cái đề mục là quán về bất tịnh.
Nếu vị này quán và bất tịnh quán hoài không có chứng đắc. Và sau đó thì Đức Phật ngài mới biết được, ngài dạy cho một cái đề mục là quán và hoàn tịnh, tức là những hình ảnh đẹp. Bởi vì kiếp trước của những vỳ của cái vị tỳ kheo này đó, vị này đó là đã từng là một thợ kim hoàn. Kim hoàn tức là mình nói ngày nay là như một cái người thợ bạc vậy đó. Cho nên là trong mắt của cái vị đó, trong tâm khảm của cái vị đó đó, thì luôn luôn nhìn những cái hình ảnh của những cái món nữ trang, cái món nữ trang thời trang, nữ trang rất là đẹp. Cho nên bây giờ mà chỉ cái đề mục quán bất tịnh á, thì vị này tu hoài cũng khó mà thành tựu được. Trong khi Đức Phật thì ngài biết được những điều đó. Cho nên là ngài đã dạy cái đề mục khác, thì không có lâu bao lâu sau đó thì cái vị đó chứng quả. Nói điều này để cho chúng ta thấy rằng một bậc chánh đẳng chánh giác biết được cái khuynh hướng của chúng sanh trong mỗi cái tâm khảm của chúng sanh. Giống như là trong Thanh Tịnh Đạo, ngài Bồ Tát Vô Xá nói là có người thì có tánh tham nhiều, có người tánh sân nhiều, có người tánh si nhiều, rồi có người tánh tầm nhiều, có người tánh tính nhiều, rồi có người tính có cái tánh giác ngộ. Tùy cái tánh đó, thì do tùy cái tánh đó mà họ sẽ thích ứng với những cái đề mục khác nhau mà tu tập. Thì ở đây chúng ta nói đến cái trường hợp mà khi mà Đức Phật ngài là một bậc chánh đẳng chánh giác đó, thì ngài tự thân giác ngộ về giáo pháp, mà trong một khoảng thời gian dài chưa có một vị Phật nào ngoại trừ chánh đẳng chánh giác quá khứ, như Đức Phật Kassapa vân vân, Đức Phật Ca Diếp, cho đến thời ngài á, đến đời của ngài, đến thời của ngài á, thì ngài mới thật sự là nhận ra, mới có thể giác ngộ về chân lý. Thì chân lý nó là chân lý, dù ba đời chư Phật nó cũng là như vậy, nhưng mà Đức Phật á, là một bậc giác ngộ về giáo lý và giáo pháp á, để làm nên cái quả vị Phật. Bởi vì sở dĩ thành Phật á, là vì ngài thực hành giáo pháp, mà chính Đức Phật ngài giác ngộ về giáo pháp này, đó là chân lý. Và ba đời chư Phật cũng là như vậy. Cho nên cái người mà ai đó mà về trên cuộc đời này mà nếu mà chúng ta nhìn về góc độ nào đó, bởi vì nói đến đạo Phật thì không phải là một triết lý, cũng không phải là một cái điều gì đó mà nói là vô thật, mà cũng không phải một cái điều gì đó nó hoàn toàn nói về tâm linh không, tâm không, mà đối với cái lời dạy của Đức Phật nó liên quan xung quanh với cả toàn cả cái thế giới nội tại lẫn ngoại tại, ngoại tại này. Chúng ta thấy thí dụ như là nói một điều đó là về ngũ quẩn, thì có sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn ở trong chính chúng mình, chính mỗi thân của chúng ta. Nhưng mà Đức Phật ngài còn nói các cái cảnh giới tái sanh, có những cái cảnh giới nó có sự khác biệt như thế nào. Rồi trong cái thế giới này, trong mỗi thời kỳ, người ta nhận định, người ta kêu gọi cái tên đó, nó khác như thế nào. Thì Đức Phật ngài cũng biết điều đó. Và ngài biết được những cái điều đó là chính những cái sự thực hành của mình, khi mà đoạn tận phiền não sẽ chứng đạt được cái sự thanh tịnh niết bàn. Ngài giác ngộ điều đó. Cho nên trong kinh nói rằng Như Lai đã... coi như là Như Lai á, đã đoạn tận những cái điều cần đoạn tận, thì Như Lai đã đoạn tận. Như Lai đã biết những cái điều Như Lai đáng biết, và Như Lai chứng ngộ những cái điều Như Lai cần chứng ngộ, và Như Lai thực hành những cái điều mà Như Lai cần thực hành. Có nghĩa là trong tứ thánh đế, Đức Phật ngài đã giác ngộ về những điều đó. Cho nên là nếu một người nào đó mà sinh ra một cái lòng, cái tâm để mà chỉ trích, thì cái điều chỉ trích đó nó không bao giờ chính xác. Giống như là Đức Phật ngài giác ngộ thì ngài hiểu được là cái vận hành của thế giới này
rồi cái hạnh nghiệp nào mà chúng sanh tái sanh, rồi pháp nào để thực hành đến cái đời sống hướng thượng cao thượng để đạt đến cái sự giải thoát, thì Ngài đã dạy như là ở trong cái kinh mà gọi là rừng Simsapa vậy đó. Có một lần nọ Đức Phật Ngài cầm nắm cái nắm lá ở trong tay trong rừng Simsapa, thì Đức Phật mới hỏi chư tỳ kheo rằng là cái nắm lá ở trong tay này nhiều hay là lá ở trong cái khu rừng Simsapa này nhiều. Thì chư tỳ kheo mới trả lời bạch Đức Thế Tôn, cái nắm lá ở trong tay của Đức Thế Tôn ít hơn là cái lá ở ngoài khu rừng của Simsapa. Thì Đức Phật Ngài mới nói như thế này, Ngài nói những gì mà ta chứng ngộ đó, những gì ta chứng ngộ đó, thì ta biết được gì chứng ngộ đó, nó xung quanh trong mỗi chúng ta và trong xung quanh chúng ta, và những gì đạt thành đó thì thật sự đó là như là cái số lá ở trong khu rừng Simsapa này, và những gì mà dạy cho các ngươi giống như cái số lá ở trong nắm tay này. Bởi vì Đức Phật Ngài biết rằng là chính cái pháp này đưa đến cái giác ngộ cho mỗi chúng sanh. Ngài không có chỉ dạy cho những cái mà nó rườm rà, những cái học thuyết hay hoặc là những cái chủ trương ngoài cái pháp mà đưa đến giác ngộ. Bởi vì sao? Giống như Đức Phật Ngài nói là chúng ta đang bị cái mũi tên nó đâm vào trong cơ thể, thì cái mũi tên đó nó có cái chất độc ở trong, thì không thể nào mà mình đi tìm coi cái người bắn mũi tên trúng mình đó là cái người nào bắn, rồi đó là mũi tên nó làm bằng chất liệu gì, rồi chất độc đó là bằng cái chất độc gì, nó, thì chúng ta tìm chưa có ra những cái manh mối đó, tức là người nào bắn, rồi từ hướng nào, rồi mũi tên làm bằng chất liệu gì, chất độc đó làm bằng chất độc gì, chúng ta tìm chưa ra thì chúng ta đã chết. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta đang bị bao vây, bao phủ bởi phiền não. Và chính phiền não này tạo ra cái đời sống luân hồi này. Và do có cái đời sống luân hồi này, cho nên chúng ta rất là khổ, rất là khổ. Và Đức Phật dạy cho chúng ta về những phương pháp thực hành để đoạn khổ. Thực hành để đoạn khổ. Mà chúng ta không thực hành để đoạn khổ, đi tìm nhánh lá đâu đó, tìm cái người bắn mũi tên, rồi tìm chất liệu làm mũi tên, tìm cái người bắn hướng tự hướng nào, rồi chất độc gì đó, thì rõ ràng là chúng ta tìm chưa ra thì đã chết rồi. Đã chết rồi. Thì cũng như vậy, cái pháp mà Đức Phật Ngài dạy là giống như chúng ta thấy rằng chúng ta tụng cái lễ bái pháp bảo là lễ bái pháp bảo là giáo pháp của Đức Thế Tôn là đến để thấy và để mà giác ngộ, để chứng, để thấy. Có nghĩa là chúng ta trực diện để chúng ta thực hành để đưa đến sự giải thoát. Đó là điều cần thiết ở trong lời dạy của Đức Phật. Nói đến cái điều mà Sunakhata chỉ là chứng cái gọi là thi nhãn mà chúng không chứng được thi nhị, thì chúng ta cũng biết đó là cái giới hạn của một người. Mặc dù là năm cái loại thần thông mà các cái bậc ẩn sĩ đạo sĩ có được là thi nhãn thông, thi nhị thông, ta tâm thông, túc mạng thông và biến hóa thông đó, thì có đủ. Nhưng mà Sunakhata chỉ chứng bấy nhiêu đó thôi. Mà bây giờ đó Sunakhata đã bỏ đi cái đời sống phạm hạnh này, hướng với ngoại đạo, rồi đem lòng chỉ trích Đức Phật. Thì ở đây chúng tôi muốn nói, ở trên cuộc đời này đó, thì đối cái giáo lý của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật, mình biết là chánh pháp, nhưng mà cũng không phải là ai cũng hướng đến chánh pháp. Không phải ai cũng được, ngoại trừ những cái người mà có cái duyên lành. Nếu người đó không có cái duyên lành thì người đó mãi mãi cũng không bao giờ hướng đến với cái lời dạy của Đức Phật được, và không thể nào chấp nhận cũng như là thực hành lời dạy của Đức Phật được. Cho nên là nhiều cái chữ chỉ trích. Và trong Kinh Pháp Cú Đức có dạy là xưa và nay thì cái chuyện mà khen và chê thì cái chuyện đó nó không bao giờ mà không khó. Có nghĩa là lúc nào cũng phải có người khen, rồi cũng có người chê. Cho nên là trong kinh có nhắc đến cái chuyện mà hai thầy trò đó,
một người đệ tử thì khen Đức Phật, rồi ông thầy thì không có lại chê Đức Phật thậm tệ. Thì Đức Phật ngài cũng không nói là không phải vì vậy mà người ta khen mà mình vui, không phải vì người ta chê mà mình buồn, mà hãy coi 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 cái điều khen chê đó, mình nhìn lại cho chính mình, rồi coi coi cái việc mà mình nói mình làm đó, nó thật sự là mang đến cái sự lợi lạc giải thoát hay không, thì điều đó mới là cần thiết. Điều đó mới là cần thiết. Cho nên là khi mà nói đến cái điều này đó thì Đức Phật á, ngài dạy như thế này: này Sariputta, đối với Sunakata là kẻ ngu si, sẽ không bao không có tỳ pháp về ta như sau. Đây là Đức Thế Tôn sau khi đi sâu vào tâm chúng sanh, tâm loài người, với tâm của mình, vị ấy biết được như sau: có tâm tham, tâm có tham biết được tâm có tham, tâm hay tâm không tham biết được tâm không tham, tâm có chuyên chú biết được tâm có chuyên chú, tâm tán loạn biết được tâm có tâm tán loạn, tâm đại hành biết tâm đại hành, tâm không đại hành tâm không đại hành, rồi tâm vô thượng biết là tâm vô thượng, tâm không vô thượng biết là tâm không vô thượng, tâm thiền định hay không thiền định. Thì Đức Phật ngài biết được điều đó, biết được điều đó. Cho nên nó là nếu mà mình nhìn lại chính mình, nhìn lại chính mình á, thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật á, thì ngài biết được cái phương hướng của chúng sanh. Có những cái phương hướng chúng sanh nặng về tham, có những chúng sanh phương hướng nặng về sân, rồi cái tâm của những chúng sanh khi đó, đó đang lúc mà nói đó, tâm đó có định tĩnh hay không, hay là đang tán loạn, Đức Phật ngài biết được. Cho nên chúng ta nhớ có một lần ở trong kinh Pháp Cú, mà khi mà Chư Tăng đến cái làng nọ tên là có một bà tín nữ chứng quả tam quả đó, bà tín nữ đọc được cái tâm của các vị tỳ kheo phàm này, cho nên là khởi lên những cái ý nghĩ như thế nào thì bà tín nữ biết được những gì những vị tỳ kheo phàm tăng này. Cho nên là vị tín nữ này đó là hộ độ các vị tỳ kheo. Thì sau cái mùa hạ đó là chư vị tỳ kheo trở về thưa với Đức Phật, thì Đức Phật ngài bảo là sau mùa hạ sau nữa thì các vị hãy đến đó tu tập. Có một số vị thì ngán ngại không muốn đến, vì sợ rằng bà tín nữ đọc được cái tâm của mình, cho nên là mình khởi cái ý gì lên tốt hay xấu gì thì bà tín nữ đều biết. Thì Đức Phật khuyên các vị tỳ kheo đó, hãy đến đi, hãy đến chỗ đó để nhập hạ, để mà mình giữ cái tâm của mình, đừng có khởi lên cái ý bất thiện, đừng khởi lên cái ý xấu. Thì ở đây chúng tôi muốn nói Đức Phật á, là một cái vị chánh đẳng chánh giác, cho nên là ngài biết được cái tâm khảm của chúng sinh, biết được những cái ngõ ngách. Ý chúng tôi muốn nói là ngõ ngách ở đây là những cái vi tế ở trong mỗi chúng sinh, rồi cái phinh hướng của mỗi chúng sanh là ngài biết được, biết được. Và do đó thì ngài giáo hóa những cái hàng chúng sanh á, nó mang lại cái lợi lạc rất là nhiều. Và những cái vị đó, đó tu hành theo cái lời dạy của Đức Phật, những vị đó đều được cái sự an lạc. Thì đó là một cái điều mà chúng ta thấy ở trên cuộc đời này đó, thì có thể nói rằng nó là cái sự biết của mình nó cũng chỉ giới hạn thôi. Dạ, giới hạn thôi. Ngại nhất là ngày nay có một số người tự nhận mình là chứng thiền này hoặc là chứng quả nọ đó, rồi tự phong cho vị này quả này hoặc là thiền kia đó, thì cái đó nó nguy hại, nguy hiểm vô cùng, nguy hại, nguy hiểm vô cùng. Bởi vì ổng khác khi nào đó là cái người mà gọi là, thứ nhất là gọi là điên đảo, chúng ta gọi là loạn tưởng. Loạn tưởng, cứ ngỡ là mình là chứng đắc cái này, chứng đắc cái kia, thành tựu cái nọ, rồi mình phong cho vị này cái này cái nọ, cái đó rất là nguy hiểm. Và về Phật giáo Nam truyền chúng ta đó, thì chúng ta thấy có một cái điều này rất là đặc biệt là chúng ta không bao giờ có tình trạng đó. Mà ai mà có tình trạng đó coi chừng bị loạn,
loạn tưởng, tức là loạn cái tư tưởng, nó không tốt. Tại vì sao? Chúng ta thấy rằng cái việc mà chứng đắc đạo quả thiền định nó không phải là dễ, nó trải qua biết bao nhiêu công hạnh. Rồi là mình lại có những cái cảm tính, có những cái cảm tính mình tự nhận định cho mình là cái này cái nọ, rồi mình ưu tiên cho một pháp môn nào đó cũng không phải là tốt. Bởi vì chúng ta thấy rằng là cái việc tu tập thì cái công hạnh cần, cái công hạnh là cần phải cần, công hạnh là cần phải thực hiện cho được đầy đủ. Chứ chúng ta không thể nói rằng ờ cái này là được, là đủ rồi, bấy nhiêu, chỉ bấy nhiêu đó là đủ rồi, thì cũng không đúng. Mà chúng ta phải cần phải thực hiện các cái công hạnh khác nhau. Như chúng ta thấy trong Phật giáo Nam truyền chúng ta là có 10 độ ba la mật. Ở bên Phật giáo Bắc truyền người ta có lục độ ba la mật. Thì 10 độ ba la mật đó là chúng ta phải đầy đủ từ cái việc bố thí, từ cái việc trì giới, từ cái việc kham nhẫn, từ cái việc xuất gia, rồi từ cái việc tinh tấn, rồi từ cái việc mà tâm từ, tâm xả, chúng ta phải thực hiện đó. Thực hiện đủ hết. Chứ không có cái gì mà gọi là cái này là nhất. Có chăng á, thì chúng tôi xin thưa rằng á, ví dụ như là bây giờ nè, mình còn trẻ, mình còn cái khả năng để học Phật pháp được, còn tiếp thu được đó, thì mình nên nên cố gắng mà học đi. Nên cố gắng mà học đi. Và mình chia ra cái thời gian lúc mình còn trẻ là nên làm cái gì. Thí dụ cái gì mà dùng về sức lực, dùng về cái khả năng, cái nghị lực, cái khả năng của mình có, thì mình nên sử dụng bằng cái lúc cái tuổi trẻ. Tuổi trẻ. Thí dụ bây giờ mình có khả năng thì mình học Phật pháp, có khả năng thì mình đi hoằng pháp, hoằng pháp, rồi có khả năng là mình thậm chí là mình làm cái việc phục vụ tam bảo đi, phục vụ tam bảo, từ cái việc mà làm việc này việc kia đó, lợi ích cho Phật pháp này thì mình nên làm. Đến khi nói như vậy không có nghĩa là mình bỏ cái phương pháp thiền tập trong đời sống, mình vẫn làm, vẫn thực hành đó, những thời gian có được mình cũng làm. Nhưng mà về lớn tuổi một chút á, thì mình lại chuyên tâm dành cho cái thời gian để mà thiền thiền hành nó nhiều hơn, tập thiền tập nó nhiều hơn, hành thiền nó nhiều hơn. Để chi? Lúc bấy giờ là mình lo cái vốn cho chính mình. Như vậy thì cả cái thời gian lúc mình thanh niên, rồi bước sang mình tuổi trung niên, rồi đến khi mà mình bước sang cái tuổi lão niên, mình cũng phải trải qua hết cái công việc, những cái hạnh, những cái việc tu nào, những cái thiện sự nào mà chúng ta làm thì cần làm, thì chúng ta cũng cần làm. Cho nên là có khi đó một người mà nhìn với cái góc độ của chính mình mà chê ai đó một cái lời gì đó thì rõ ràng nó cũng không chính xác, không hoàn toàn. Chỉ có một điều đó là người ta làm những điều gì mà nó phi pháp thì mình không dám thân cận thôi. Không dám thân cận. Người ta làm điều gì đó phi pháp, mình không dám thân cận người đó, và cũng không hoan hỷ trong cái việc mà người ta làm những cái việc phi pháp đó, và mình cũng không dám thân cận. Và việc mình lo, việc mình lo. Và ngại nhất là khi mà mình chê trách ai mà trong cái suy nghĩ của mình nó vẫn còn có cái giới hạn và trong cuộc đời này. Và ở đây đó thì cái lời khen và lời chê đấy thì xưa nay ai cũng có, không thể nào không có được. Trong công kinh Pháp Cú Đức Phật đã nói như vậy rồi, xưa cũng vậy và nay cũng vậy, không bao giờ mà hoàn toàn khen, mà cũng không bao giờ hoàn toàn chê. Cho nên có người là cũng có khi bị chê, khi được khen, thì cái khen chê đó nếu mà mình giống như trong kinh dạy rằng có người đó là khuynh hướng theo đời. Tức là người ta khen mình thì mình làm theo những điều đó, mà người ta chê mình thì mình không làm theo những điều đó, mặc dù điều đó là điều đúng, điều chánh pháp. Thì có những người khuynh hướng vậy, rồi có người khuynh hướng theo tự chủ chính mình, tức là mình nghĩ như thế nào, mình xác định như thế nào đó là đúng hay là điều mình thích thì tự động mình làm, dù ai khen ai chê gì mình cũng không
để ngoài tai, mình không quan tâm tới. Thì cái này nó cũng không phải là tốt. Cái người mà có khuynh hướng tự chủ lấy mình thì cái người đó phải có chánh niệm thật nhiều, phải suy xét thật kỹ để trước khi chúng ta thực hiện một điều gì. Còn cái người mà khuynh hướng theo đời đó, tức là người ta khen thì mình làm, người ta chê thì mình người ta chê thì mình bỏ, mặc dù điều đó là đúng, thì cái người đó cần phải có cái sự phải nói rằng có cái sự tinh tấn rất là nhiều. Rồi có một cái phương hướng thứ ba nữa là phương hướng theo pháp, tức là cái gì đúng pháp thì chúng ta làm, cái gì sai pháp phi pháp thì chúng ta không làm, không làm những điều đó, mặc dù điều đó nó mang lại cái lợi lộc cho mình về 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 tài vật hay là về danh vọng, về địa vị, mình không làm, bởi vì mình thấy điều đó nó là phi pháp. Như vậy thì cái người mà căn cứ cái gọi là căn cứ vào pháp, tức là căn cứ không căn cứ vào lời khen tiếng chê đó, cũng không căn cứ vào cái ý chủ quan của chính mình, mà căn cứ vào pháp, tức là dựa vào kinh luật, dựa vào lời dạy của Đức Phật để làm cái kim chỉ nam, làm cho cái phương châm hành động trong đời sống hàng ngày của mình, thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó nó tốt. Còn cái chuyện mà khen và chê thì xưa nay nó cũng có. Thì ở đây trở lại với cái lại cái điều mà cái nội dung của bài học hôm nay chúng ta bàn đến, đó là cái khả năng của một vị chánh đẳng chánh giác rất là lớn. Vậy vị chỉ chánh giác đó, là vị chánh đẳng chánh giác đó, là khả năng của một vị mà gọi là tự giác và giác hạnh, rồi giác tha, tức là các cái công hạnh ngài ngài thực hành được trọn vẹn, không có khiếm khuyết đâu. Còn mình có ai đó, một ai đó nhận định để xét đoán, để cho rằng cái này đúng, này kia sai của một vị chánh đẳng chánh giác, thì cái điều đó nó hoàn toàn không chính xác. Và ngài có cái giác tha, tức là ngài luôn luôn mang đến cái sự lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Đối với một bậc chánh đẳng chánh giác là vừa làm lợi cho mình là đã thực hành pháp để giác ngộ, vừa làm lợi cho quyến thuộc, tức là ngài đã tiếp độ cho quyến thuộc từ vua Tịnh Phạn, bà hoàng hậu Mai Gia cho đến La Hầu La, vân vân, trong thân bằng quyến thuộc ngài tiếp độ, và cuối cùng nữa thì ngài là tiếp độ chúng sanh, làm lợi cho cuộc đời này, thì chư thiên và nhân loại mới ca tụng ngài, mới làm cho lợi lạc cho ngài. Thì đối với bậc chánh đẳng chánh giác có cái điều đặc là ngài tự chứng ngộ, và ngài đã đem lại cái sự lợi lạc, và các cái công hạnh ngài đều thực hành trọn vẹn. Và khi một ai đó, điển hình như là Sunakata, là một người mà chỉ xét đoán qua một cái điều gì đó từ nơi Đức Phật để mà nói, trong khi có một cái tâm chê trách Đức Phật về cái sự chứng đạt của ngài, chê trách Đức Phật về cái điều gì đó, thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng nó hoàn toàn không chính xác, và cái nhận định của mình giống như một cái người mà quá mê muội, quá thấp kém để rồi nhận định một cái người gọi là bậc thượng trí ở trên cuộc đời này, thì không thể nào chính xác được. Và đặc biệt đó là lời khen và tiếng chê, lời khen và tiếng chê thì xưa nay cũng có, không thể nào mà khen không, cũng không thể nào mà chê không, mà chê khen đó đó không phải là ta để ngoài tai, để ngoài dư luận, mà hoàn toàn là chúng ta căn cứ vào ở trong cái lời dạy của Đức Phật, tức là căn cứ vào pháp và luật này để thực hành. Thì đó là một cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng cái khả năng của một vị chánh đẳng chánh giác là một cái vị mà rống cái tiếng rống của con sư tử, tức là khi mà ngài cất cái lời pháp nhũ của ngài lên, và cái pháp nhũ của ngài có thể là trấn áp hết tất cả những cái điều mà nó tà kiến, những cái điều mà sai với chân lý, một cái điều mà mang đến cái những cái gì chủ trương mang đến cái sự thối đọa cho chúng sanh, thì cái lời dạy của ngài nó giống như là một cái tiếng rống của con sư tử, xoa tan đi những cái
làm cho muôn thú ở trong khu rừng đều phải khiếp sợ. Đây là một cái điều mà chúng ta thấy đối với khả năng của một vị chánh đẳng chánh giác. Thì chúng tôi xin được trình bày đến đây cũng vừa với cái thời gian. Còn thời gian còn lại thì chúng tôi nghĩ rằng còn nhiều điều để Chư Tăng thảo luận trong đại chúng, hội chúng chúng ta được cái sự lợi lạc. Chúng tôi xin được dứt lời. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm an lạc. Chúng tôi kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thủ thí thiên thượng tọa Pháp Tân, bất thí tọa thầy siêu thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa thầy siêu nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa thầy siêu, thượng tọa có nghe được không? Thượng tọa Pháp đang nghe, thượng tọa có nghe được không? Nếu thầy học đang nghe được, xin thỉnh thầy gọi trả lời cho cô đồng chí dạ. Thầy học đang Surakatta tu theo Đức Phật và do sự tu tập cũng chứng được siêu nhãn, nhưng mà không tu tập được siêu nhĩ. Do không tu chứng được siêu nhĩ vì kinh nghiệm quá khứ, Surakatta đã rời bỏ giáo pháp, nhưng mà sau đó là đi theo một cái vị thầy ngoại đạo rất là tầm thường thì đủ thứ hết, mà ngay cả Đức Phật ngài lại có lời riêng đi là vì đó sẽ chết thảm ở trong 7 ngày nữa. Nhưng mà Surakatta vẫn theo. Chư Tôn pháp đăng thì giải thích là tại sao ở trong thế gian này có hiện tượng là người ta có thể chê một cái rất tốt nhưng mà rồi để chạy theo một cái rất xấu, nhưng mà họ phải là không có trình độ. Xin thỉnh Chư Tôn pháp đăng có nghĩ cho biết ý kiến về vậy. Alo. Dạ, con đang kính hình lễ ông Đức Tam Bảo, kính hình lễ thượng tọa Thầy Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Hạnh, một cái Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý bạn cô đồng nữ, thượng chào Phật tử. Thật sự đó thì chúng ta biết rằng nếu mà nói về Surakatta đó thì Surakatta có một cái ác nghiệp ở trong quá khứ là bắn vào cái lỗ tai của Đức Phật Độc Giác, nên cái ác nghiệp đó, đó mà chúng ta thường biết rằng những người mà họ có cái suy nghĩ mà thật sự mình thấy rất là ngu si, mình thấy như là cái câu chuyện anh thợ bún sạn lừa cái người mà không cha không mẹ, nói là những vị sa môn, những người không cha không mẹ để bắn sạn vào lỗ tai của những vị đó. Thì cũng coi trong kinh Pháp Cú cũng có nhiều cái câu chuyện như vậy. Thì thật sự những người đó họ có tà kiến, ở cái tà kiến trong quá khứ đó, đó là một phần. Một phần nữa là cái ác nghiệp mà Surakatta đã bắn vào cái lỗ tai của Đức Phật Độc Giác. Dù nghiệp đó đó thì quý rằng nó theo rất là dài. Thường thường chúng ta nghe nói rằng làm thân Phật chảy máu, giết bậc A-la-hán, mà A-la-hán độc giác là do cái sự cố tình bắn vào lỗ tai Đức Phật Độc Giác và ngài viên tịch. Nên bây giờ đó thì tuy có duyên để sanh ra lại làm Surakatta, có khả năng để chứng được thiên nhãn thông nhưng mà lại không có chứng thiên nhĩ thông. Đây là điều Đức Phật ngài biết. Với hai Surakatta đó có một cái tư tưởng rất là lạ quý vị. Thấy người là tu khổ hạnh đó, thì nghĩ đó là vị A-la-hán. Còn thấy như Đức Phật ngài vẫn đi khất thực, ngài vẫn thọ thực, ngài vẫn sống mình thường thường là có y phục, có trú xứ, rồi có thuốc trị bệnh. Thường thường thì những cái người họ có một cái khuynh hướng mình gọi là cực đoan đó, thì họ lại thấy những người ăn ít hoặc là ở trần truồng bần quế đồ, hoặc là những cái hạnh mà bất tịnh hay này kia nọ đó, thì họ coi những vị đó là A-la-hán. Trải qua những cái cách mà khổ hạnh hay bất tịnh hay là nhịn ăn hay là hành thân hoại thể đó, thì họ nghĩ những vị đó là vị A-la-hán.
Ở đời cũng có nhiều người họ có cái tư tưởng này rất là kỳ lạ quý vị. Họ không nghĩ thực tế, họ không nghĩ thực tế. À, họ nghĩ những cái lối tu mà để trừ những ác nghiệp như là ngoại đạo thở mà đương thời vậy đó, nghĩa là hành khổ hạnh cực kỳ bần quế hoặc là hạnh nhịn ăn này cái nọ, hạnh những cái hạnh ngồi chồm hổm, những cái hạnh mà gọi là ăn lúa tắc này, ăn gạo hột dừng này cái nọ, họ nghĩ như vậy. Chính vì cái điểm mà họ mình gọi là cái tri kiến lầm lạc trong quá khứ, nó do là cái nhân. Và thường thường trong Phật giáo gọi là cái thường cận y duyên, quý vị. Cái thường cận y duyên là cái thói quen của con người, mà cái thói quen đó mình gọi là thói quen bệnh hoạn, thì nó sẽ cản trở sau này dù là xuống nát cá ná gặp Đức Phật. Nhưng mà xuống nát cá ná thấy những người mà họ tu lõa thể, họ tu cái hạnh con chó con bò, họ tu những hạnh nhịn uống, thì xuống nát cá ná nghĩ đây mới là a la hán, nghĩ đây mới là a la hán. Thành ra khi mà Đức Phật Ngài biết được vấn đề đó, Ngài nói, nhưng mà Xuất Na Ca Na đó không có tác ý, không có tác ý, cũng một phần do cái ác nghiệp đó quý vị. Cái ác nghiệp đó nó cản trở rất là kinh khủng. Chính vì cái ác nghiệp bắn vào lỗ tai Đức Phật giác đó, nên bây giờ Xuất Na Ca Na đó, trong cái ác nghiệp đó và cộng với cái tư tưởng mình gọi là cái tà kiến bệnh hoạn đó, cái tư tưởng hành thân ngoại thể đó, mà xuống nát cái ná cái nghĩ là những người hành như vậy mới là A-la-hán. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nhé, đi theo một cái người mà hành, mà chúng tôi nhớ rằng Đức Phật Ngài nói rằng 7 bữa nữa vị đó chết, và cái xác thân vị đó bị quăng lên đến đống cỏ với lá chá, và vị đó sanh làm những cái loài là cái giặc loài giả can, phải chúng tôi nhớ như vậy. Thì như vậy quý vị biết rằng Đức Phật Ngài đã nói cho Xuất Na Ca Na về những cái thượng nhân pháp, có nghĩa là Ngài với tâm của mình biết được, bằng biết được cái sự tục sinh của những người đó, Đức Phật Ngài nói như vậy. Nhưng mà Xuất Na Ca Na đó là cái người mà mình gọi là vừa cứng đầu mà vừa khó dạy, cũng như mình thấy như là Ngài Kassapa, Ngài có người đệ tử mà đốt cốc rồi đập lưu hũ rồi đốt cốc rồi bỏ đi vậy. Một cái người mà họ có một cái tánh khó dạy, rồi cộng với cái tà kiến nữa, dù Đức Phật Ngài nói gì ấy, thì họ cũng không có suy nghĩ. Nên thường thường trong kinh mới mô tả là cái tà kiến rồi bận nhơ tối thượng. Trong các sự bận nhơ thì không có bận nhơ nào bằng cái tà kiến hết. Cái nghĩa là cái tư tưởng mà sai lầm là cái nguy hiểm nhất của gì. Tà kiến là cái bệnh hoạn nhất. Tà kiến đưa xuống địa ngục không gian, đi xuống địa ngục sâu nhất, địa ngục A Tỳ. Thì chính Đức Phật Ngài cho chúng ta biết như vậy, nên đó, cũng một điều là Xuất Na Ca Na là người đi theo Đức Phật làm thị giả, nhưng mà thật sự đó thì không có suy nghĩ, không suy nghĩ sâu sắc, và không có chịu chịu lắng tai để nghe. Bởi thường thường quý vị thấy Đức Phật Ngài nói rằng mình muốn nhận diện A là vị A-la-hán đó, mình phải đi theo, phải tác ý nhiều nhiều lần trong ngày, tác ý đến cái cách tu tập của vị đó, tác ý đến cái lời dạy của vị đó, mình mới tìm được vị A-la-hán. Chứ còn xuống đất cánh á đi tìm những cái lõ thể, những cái nhịn ăn rét tro trái, rồi những cái hạnh ăn phân bò này cái nọ, rét phân bò này cái nọ, thì quý vị thấy cái tư tưởng bệnh hoạn đó, thì dù là có làm thị giả đi, nhưng cũng không phải vì làm thị giả mà lại có chân chánh là như vậy. Thứ hai là cái ác nghiệp của Xuất Na Ca Na trong quá khứ, cái ác nghiệp đó nó đã cản trở và cái lối sống tà kiến đó, đó là cái nguyên nhân chính quý vị. Và cái tánh tình cứng đầu khó dại, nên thường thường quý vị thấy một cái người cứng đầu khó dại, dù Đức Phật có nói bao nhiêu đó, họ cũng cứng đầu khó dạy, không có dạy được. Nên thường thường quý vị thấy Đức Phật này chỉ độ những người hữu duyên thôi, chứ không phải là những người nào Đức Phật gặp Đức Phật cũng độ hết. Những người mà họ có cái tà kiến bệnh hoạn là Đức Phật này mới nói là cái tà kiến thì bận nhơ tối thường là vậy đó. Và cái tánh tình khó dạy, bởi Đức Phật nó dễ dạy và có bạn lành, đó là hai cái pháp mà đưa đến rất là nhiều cái lợi lạc. Dễ dạy đó là cái pháp mà thù thắng.
Như vậy thì thường thường thì chúng ta thấy rằng mang là cái lợi ích là cái sự dễ dãi, còn cái người mà tánh có dãi là hai cái tri kiến họ có một tri kiến sai lầm. Nên thường thường quý vị thấy ngay cái thời của Đức Phật cũng như trăm bốn cái vậy đó, bị mắc cái nghiệp ăn phân đứng một giò hả miệng như vậy. Nhưng mà rất là nhiều những người dân họ đi kéo, họ làm đệ tử của trăm bốn cái. Thành ra chúng ta thấy những người mà sống kỳ dị đó, thường thường con người chúng ta lại có khuynh hướng thấy người đó sống một cách kỳ dị đó thì nghĩ là những vị thánh này kia nọ, chứ không nghĩ là vị thánh là sống có một cái cách sống, có một lối sống lành mạnh tốt đẹp hoàn hảo. Họ không nghĩ vậy, họ nghĩ phải hành thân hoại thể, những cái cảm thọ khốc liệt, sự nhịn ăn nhịn uống nhịn thở, hoặc là bần quế đồ, sống trong núi rừng đồ, sống này kia nọ, thì họ mới nghĩ rằng đó là những vị đó mày thánh, ăn uống kham khổ, hoặc là không có ăn uống nhịn đói 10 ngày 20 ngày mới ăn một lần, nghĩ đó những vị đó là vị thánh. Thật sự Đức Phật ngày giảng dạy đó thì chú rằng cái bậc thánh là cái vị đó làm cho thân khẩu ý của mình trọn lành thôi, làm cho rũ bỏ hết cái phiền não thôi, chứ không phải là, và cũng đòi hỏi là, nghĩa là người tu có người có phước thì họ cũng rất là sung sướng, nhưng mà những người mà họ thiếu phước thì họ cực khổ, chứ không có nghĩa là cái người đi tu cái người nào cũng phải cực khổ cực kỳ, hay là nhịn ăn nhịn uống hoặc là nhịn thở hoặc là sống dơ bẩn này khi nào, không phải vậy. Thành ra chúng ta chính vì cái sự hiểu lầm cái tri kiến mình gọi là cái tà kiến đó, cái đó là nguy hiểm nhất. Nên thường thường á, thì Đức Phật ngày dạy cái người có duyên nghe pháp đó, để tạo cho mình có chánh kiến. Chứ còn mình không nghe pháp đó, thì mình rất là khó mà từ bỏ cái tà kiến được. Nhờ mình nghe pháp mình mới từ bỏ tà kiến, chứ còn mình mới trở thành người dễ dãi, có khéo tác ý, có gần gũi bạn lành rồi mới tiến bộ được. Chứ còn chú Na Ca Ná mà gần cái người bạn lành, Đức Phật ngày nãy ví như cái muỗng canh vậy, bao giờ nếm được vị lành ngọt ngon, gần hiền chẳng biết học khôn, bao giờ nếm được mùi hương đạo lành, là như vậy đó quý vị. Còn Đức Phật ngày nãy ví như cái lưỡi nếm canh, tức thì biết được vị lành ngọt ngon, gần hiền chăm chú học khôn, tức thì tấu nhập pháp môn dễ dàng. Gần hiền mà mình học khôn đó, thì mình dễ dàng để tiếp nhận cái pháp môn dễ dàng. Còn mà như cái muỗng mà để trong nồi canh, cũng như cái người đó có cái tà kiến, có khuynh hướng bệnh hoạn rồi, dù là có gần Đức Phật thì cũng không phải vậy mà họ được giác ngộ giải thoát, mà họ trở thành, họ tạo cái ác nghiệp. Chúng ta thấy như Đề Qua Đắc Tá cũng vậy, trở thành cái người cứng cỏi khó dạy mà tạo cái ác nghiệp nhiều hơn nữa thôi. Thành ra đây là cái điều mà con xin chia sẻ trong cái câu thảo luận số 1. Nếu cái gì cần nói thêm thì thỉnh thần thoại. Sao thủ cái đường thường tọa đăng mà thường tọa thời xưa thường tọa có trước máy và thường tọa có nghe được không? Nếu thường tọa thời xưa nghe được xin thường tọa không hiểu cho biết. Thường tọa Tế Quyền ấy, thường tọa có thường tọa Tế Quyền có một lần vua Vasari đang ngồi với Đức Phật, có các vị tu sĩ lo thể đi ngang, vua Vasari đứng dậy chắp tay và rất là cung kính. Và sau đó Cụ Bà Sơn đã đi và hỏi Đức Phật là những vị đó có phải là những vị A-la-hán không? Thì Đức Phật nói là không phải là A-la-hán, nên khó biết ai là A-la-hán thực sự. Thì tôi tiêu quý có thể chia sẻ một vài cái cảm nhận của chúng tôi về điểm này, kính thưa Đức Phật. Nam mô Bụt Thầy và Nam mô Tham Ma và Nam mô Sang Kha, giờ đại chúng nghe rõ không? Nhưng cảm ơn vị chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến sư phụ, sư phụ Việt Nam, tôi tập pháp đăng tập pháp có tính đến được rồi đây, sư nguyên thông cùng chư tăng anh chào đồng chúng tôi lời cùng chư Phật tử. Quả thật thì nói nếu như chúng ta nhìn để mà chúng ta xác định đó là một vị A La Hán, đó là vị chứng đắc sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo đã là còn khó rồi,
chứ đừng nói chi là đến vị A-la-hán. Có thể nói rằng phàm phu không thể nhìn thấy được, thấy cơ tánh được, mà chỉ có các vị chứng đắc mới có quả vị đồng nhất, người ta mới nhìn, người ta mới hiểu được. Bởi vì cái tâm tư của các ngài nó rất là nhẹ nhàng, nó đã giải thoát. Nhưng hình hài thể xác các ngài như chúng ta đó, các ngài cũng ăn uống, cũng đại tiện tiểu tiện. Nhưng phải nói rằng nếu như chúng ta học kinh văn đó, thì chúng ta biết một người mà giới tịnh hành có sự thanh tịnh, chúng ta cũng đáng kính đáng mến rồi, chứ đừng nói chi là một vị A-la-hán. Nhưng nói như vậy thì chúng ta cũng không thể xác định đó chính là một vị A-la-hán hay không. Rồi có một số người cho rằng là đây là vị này A-la-hán, vị kia là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, không thôi. Thì cái đó chỉ là khả thuyết của định đặt của phàm phu thôi. Cũng như vị chứng sơ đạo thì chứng sơ đạo đồng nhất mới hiểu, và vị chứng nhị đạo tức là chứng sơ quả, nhị quả đó, vị Tu Đà Hoàn không thể hiểu được vị Tư Đà Hàm, vị Tư Đà Hàm không thể hiểu được A La Hàm, và vị A La Hàm không thể hiểu được vị A La Hán. Đồng cơ tánh nhau thì mới hiểu được. Thì nói chi là chúng sinh phàm phu, làm sao mà chúng ta có thể nói đó đâu thấy được vị đó. Nhưng khi đã chứng Tu Đà Hoàn rồi, nhưng kính thưa quý vị, chúng ta vô tình, chúng ta xúc phạm hay chúng ta có ý nghĩ xấu thì chúng ta tội lỗi vô cùng. Cũng như đó chính là một vị thánh thì chúng ta cúng dường được, tuy chúng ta không có biết, nhưng chúng ta vô tình chúng ta cúng dường thì chúng ta cũng được quả lớn. Đây là giá trị sự thật. Còn nếu như mà để cái cảm nghĩ mà không phải vị A-la-hán nên khó có biết ai là A-la-hán, thì quả thật thì chúng ta biết là đối với A-la-hán các ngài không có màng, các ngài không có bị tham ái, không có bị sân độc, không có bị cái gì nó chi phối cả. Và nó tâm tư các ngài trong chánh niệm, trong cái chánh niệm hết, các ngài biết rõ mọi hiện tượng, mọi cái sinh hoạt của mình một cách tường tận. Bởi vì các ngài không có tâm phóng dật. Quả là chúng ta nói cái chánh niệm đó, cái chánh niệm đó trước thì chỉ là một sự tĩnh lặng của tâm thức thôi, chứ phải nói rằng các ngài cũng vượt qua, vượt ngoài cái chánh niệm rồi. Nếu chánh niệm để sát trừ phiền não thì các ngài không còn cái chánh niệm đó, các ngài đã sát trừ phiền não. Cho nên các ngài chỉ dùng một cái chúng ta thường gọi là cái tâm tốt, tức là tâm không có thiện, không có ác. Cho nên vì vậy cho nên mới có câu kinh mà rất là đặc biệt đó, làng mặt đây và núi rừng kia cùng thung lũng nọ lối về non cao, bậc A La Hán trú nơi nào, dân cư chúng ấy siết bao an lành. Chúng ta biết là nói ở đây có nghĩa là nói đến cái sự mát mẻ, nói đến cái chư thiên và loài người đến kính lễ. Thì chúng ta biết các vị chư thiên xuống kính lễ. Nhưng có một lần thì làm sao mà vào cái Đức Phật đi đến cái nhà thờ lửa đó, thì để cho Đức Phật nghỉ bên ngoài, Đức Phật này rồi thì tối đó cái đầu cái từ Đức Trời giải thích cho tới các vị chư thiên xuống đều vấn đạo ngài, thì thấy với cái hào quang nó sáng quá, thì cái ông đạo sĩ này muốn nghĩ mà đây có nghĩa là vị này lúc đó mới phát hiện ra đây là một Phật rất là đặc biệt, thì lúc đó mới hỏi biết ngài là bậc A La Hán. Chứ sự thật ta nghe các Phật luôn, mà chúng ta thấy người ta nhìn người ta cũng không biết. Thì chính cái pháp tính, cái cá tính của ngài thì từ từ đó mới hiểu, chứ đừng nói chi là vua xem nó đi thấy không phân biệt là phải rồi. Còn như chẳng hạn như chúng ta nhớ là có một đạo sĩ của nhà đứng một chân hai chân, ta đứng hai chân xây địa cầu. Khi nói như vậy thì Đức Phật ngài cười, ngài nói ngươi đừng có láo, ta biết ngươi ăn phẫn, ngươi không có thấy ngươi được ngủ không được, có nghĩa là cái thân thể và ngươi không thể nào mà được tốt đẹp, cho nên ngươi đứng như vậy ngươi giả tu thôi. Thì nhiều cái vị đạo sĩ ngoài đạo người ta tự xưng người ta là có phép, có thần, có thánh, có tiên như thế nọ, nhưng mà thật khi mà người vị ấy tu thì nó không có cái sự tốt đẹp. Thì chính đây chính là những điều mà chúng ta khó xác định lắm, dễ dàng mà xác định đó là bậc A La Hán rất là khó. Nhưng phải nói rằng nếu như đó là bậc A La Hán thì kính thưa quý vị, thì chúng ta nhớ rằng thân khẩu của các ngài hết sức là tĩnh lặng, cho nên phải nói rằng là hạnh phúc thay chúng ta mới có thể là chúng ta đạt được, và chúng ta gặp được, chúng ta mới bắt gặp được, chúng ta mới
mới nhận thấy được các ngài. Thì đó chính là cái câu thảo luận của chính con là như vậy. Nếu có điều gì không tốt thì kính cung thân chứng tỏ của quý ngài là mô phật thầy nhất. Sa thủ cái chân chưa đọc chưa quyền mà chưa đọc từ xíu chừng đó có nghe được không? Để được pháp tính đi, để được pháp tính có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu để được pháp tính nghe được, xin thì để được pháp tính trả lời cho cô số 3. Sư Nguyên Thông ấy, sư Nguyên Thông có nghe được không? Chúng ta thấy rõ ràng là khi chúng ta không phải là bậc thánh thì chúng ta rất là khó biết bậc thánh. Nhưng mà nếu chúng ta không phải là bậc thánh thì cái khả năng mà chúng ta hiểu được về các ngài ở mức độ nào như thế nào, như trường hợp chúng ta là đệ tử Phật thì chúng ta hiểu về Đức Phật ở mức độ nào? Xin kính thỉnh ý kiến của sư Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con Nguyên Thông, con tụng định sư phụ có ý kiến về câu thảo luận số 3, hỏi rằng chúng ta là con Phật nhưng lại là phạm nhân thì có thể biết gì về Thế Tôn? Kính thưa sư phụ, nếu mà cái người thầy của chúng ta là Đức Phật thì chúng ta biết là ngài là bậc toàn giác. Còn nếu mà chúng ta thấy một cái người đi đường mà bên ngoài mà là một vị Phật mà ngài không tự xưng ra, mà chúng ta không được ai giới thiệu biết, thì chúng ta sẽ nhìn thấy một người như vậy đó thì chúng ta sẽ cung kính người đó bởi vì cái dáng điệu của người đó, lời nói của người đó. Và theo con nghĩ rằng một người mà là có một cái là một bậc chân tu, thí dụ như là Tu Đà Hoàng đi nữa, thì khi mà ngài Sariputta đã nhận được những cái lời giảng dạy của ngài A Xà Chí thì là đã chứng Tu Đà Hoàng rồi. Khi mà về thì ngài Mục Kiền Liên thì thấy là một dáng điệu khác, là bởi vì cái cung hạnh, cái thái độ, cái dáng đi, cái cung cách của một người chứng quả là một bậc thánh rồi thì nó khác. Cho nên ngài Mục Kiền Liên hỏi thưa huynh, có phải là huynh đã gặp đạo được, thấy được đạo rồi phải không? Thì ngài Xá Lợi Phất đã nói điều đó cho chúng ta thấy rằng một người mà khi mà chứng thánh quả thì tất cả cái gì thuộc về người đó là cung cách, dáng đi, lời nói, dáng điệu đều có một cái sự trang nghiêm ở trong đó. Và một người mà có tu hành thì nhận ra cái điều đó và mình biết thấy ra đó là một cái vị Phật hay là một người, một chân nhân. Chứ còn không có thể xác định nổi là cái người đó là Tu Đà Hoàng hay Tư Đà Hàm hay A-la-hàm hay A-la-hán. Thì bởi vì con nghĩ rằng khi mà con đọc kinh thì con thấy là như vậy. Và sự thật, nếu mà một người mà Tu Đà Hoàng hay Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán mà khi mà con gặp thì con không biết họ là cấp bậc như thế nào, nhưng con biết đó là một vị thánh nhân, một người có một tư cách đáng kính trọng. Kính thưa sư phụ, với trình độ con thì con chỉ có thể nói đến đây thôi, bởi vì khi đọc kinh thì con thấy là như vậy. Chứ còn xác định một vị Phật thì không thể nào con xác định nổi được khi mà con không biết, không được giới thiệu. Nhưng mà chỉ thấy rằng cái dáng điệu, cái tư cách, cái cung cách thì đó là một bậc xuất chúng, một bậc có một cái trình độ gì thu liễm hay là đạo hạnh mà mình kính trọng mà thôi, chứ không có thể xác định được cái người đó là như thế nào, như thế nào. Kính thưa sư phụ, đó là những câu giải đáp của con. Và con xin thỉnh sư phụ trở lại mai để giảng dạy thêm những điều mà con nói chưa đủ, chưa biết. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Xin trì sư Minh Thông, trường tọa pháp thân hay trường tọa có ở trước máy không? Và nếu trường tọa có mặt trước máy, xin thỉnh trường tọa trả lời cho cô thảo luận số 4. Một lần nữa xin hỏi trường tọa pháp thân, trường tọa có mặt ở trước máy không? Dạ. Trường tọa pháp thân, ở trong lời chê bai của Sư Nakata đối với Đức Phật,
thì Sư Đắc Khá đã nói rằng Đức Phật Ngài không có chứng đạt thần thông mà chỉ dạy về sự thoát khổ thôi. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng một phần ở trong lời nói Sư Đắc Khá đã lại là tán thán của Đức Phật, và quả thật là Đức Phật Ngài không có chủ trương và để chạy theo quyền lực quyền phép của thần thông mà Ngài dạy chúng sanh chúng thoát khổ. Thì thì đó, một là từ đó tôi có thấy cái giá trị của chúng ta ngày nay đó đa phần gần với Sư Đắc Khá Tá không, và tại sao cái giá trị một cái giáo pháp mà có hiệu năng dẫn đến giải thoát giác ngộ đó, giải thoát sự khổ và giác ngộ thấy được sự thật đó, lại là một cái đặc điểm mà Đức Phật thường nhấn mạnh về giáo pháp của Ngài. Xin thỉnh ý kiến của thượng học. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tề Quyền, Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Tề Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Theo con nghĩ rằng là Sunakata khi mà nói rằng Đức Phật là chỉ cho những cái phương pháp đưa đến giác ngộ chứ không có thử thật, không có chứng đắc cái thần thông, thì ở đây ấy, sự thật ra thì cái suy nghĩ của Sunakata đó, nghĩ rằng cái trọng tâm của Sunakata là chỉ hướng đến cái việc mà chứng đắc thần thông mà thôi, chứ không có hoàn toàn đạt đến cái hướng gọi là phương pháp để thực hành hướng đến sự giác ngộ. Cho nên cái điều mà cái trọng tâm của Sunakata chỉ mong là chứng đắc thần thông. Là vì vậy đó, cho nên là ở đó đó Đức Phật mới nói rằng trong cái lời nói của Sunakata, mặc dù là chỉ trích nhưng mà có một phần là Sunakata đã tán thán Đức Phật. Rõ ràng thì cái thần thông á mà Đức Phật có được á, Đức Phật Ngài là dĩ nhiên Ngài chứng đắc các cái thần thông, chứng đắc các cái thần thông. Thì các cái thần thông đó Ngài đều trải qua hết rồi. Do vậy đó thì cái điều mà Sunakata thấy đó là Đức Phật không có thể hiện thần thông, mà Đức Phật chỉ dạy cho cái phương pháp hướng đến cái đạo lộ đưa đến cái sự giác ngộ mà thôi. Cho nên ở đây đó thì chúng tôi nhớ có một lần là Ngài Pindola đó thể hiện thần thông để mà Ngài lấy cái bát của một cái ông trưởng giả ở trên cái trên cao. Rồi sau đó thì Đức Phật Ngài cùng với lại những cái người ngoại đạo đó, tức là Ngài Pindola đã thể hiện cái thần thông cùng với những người ngoại đạo và Ngài cái bát đó theo lời thách đố của ông trưởng giả đó. Rồi cuối cùng Ngài đã lấy được. Thì sau đó thì Đức Phật Ngài mới cấm không cho các vị tỳ kheo thể hiện thần thông. Thì điều này cho chúng ta thấy rằng là những người đệ tử như là Ngài Pindola, đệ tử của Đức Phật cũng đã để thể hiện thần thông rồi, thì huống chi là Đức Phật. Cho nên là Đức Phật Ngài là thừa cái thần thông đó, có nghĩa là trải qua cái thần thông. Ngài là một vị chánh đẳng chánh giác, Ngài thực hiện cái thần thông đầy đủ. Nhưng mà Ngài không có đặt nặng cái việc mà thể hiện thần thông. Thì cái việc thần thông nó cũng chẳng qua là một chặng đường, chúng tôi nghĩ là một chặng đường. Thí dụ như một người mà trong kinh gọi là có một cái tâm giải thoát, tức là đắc các cái thiền chứng, và nói trong Di Diệu Pháp thì cái người mà đạt đến trạng thái ngũ thiền thì cái người đó mới có thể thể hiện thần thông được trong năm cái loại thần thông đó.
Thì Đức Phật là một cái vị mà đạt được cái tâm giải thoát, tức là cái thần thông thắng trí về các cái thiền chứng đã trải qua hết rồi, và Ngài đã giác ngộ trong cái sự tuệ giải thoát đối với một cái bậc mà chánh đẳng chánh giác. Thì Ngài thì trở lại ngày nay đó, thì chúng ta thấy rằng nó là ngoại trừ những người mà có cái học hiểu về lời dạy của Đức Phật một cách nghiêm túc, một cách nghiêm túc, và một người có một cái chánh kiến để hiểu rõ được cái lời dạy của Đức Phật, thì không có những cái khuynh hướng mà gọi là linh hay là mê tín hay là thần thông. Bởi vì mình nghĩ là thần thông là cái năng lực của nội tâm, và khi một người tu chứng được thì sẽ có những điều đó, chứ không phải là mình nghe ở đây linh thì mình lại hướng đến chỗ đó linh, ở đâu có một vài cái điểm báo hiện cái thần thông cái mình hướng đến chỗ đó thì sao hết rồi cái chỗ đó đó. Mà Đức Phật trong cái cách bốn cái cách giáo hóa của Đức Phật thì Ngài chỉ là không có thể hiện thần thông, Ngài cũng không có tiên đoán cái này, cũng không tiên đoán cái kia, mà Ngài chỉ dạy thuần túy là lời dạy để hướng đến giác ngộ mà thôi. Cho nên là Phật Pháp á, Đức Phật dạy cho chúng ta từ nhiều khía cạnh khác nhau. Từ cái việc mà chúng ta thực hành để lời dạy của Đức Phật để có được cái sự an lạc trong đời sống của người cư sĩ. Rồi chúng ta có được cái Đức Phật dạy cho chúng ta những cái phương pháp thực hành để hướng đến cái đạo lộ giải thoát cho các cái bậc xuất gia. Điều đó đều có hết. Cho nên là cái suy nghĩ của mình á, thì nhiều khi mình cũng có cái hạn chế. Một số người có cái hạn chế, cái suy nghĩ không có cái chú trọng, không có quan tâm đến cái việc mà thực hành cái lời dạy của Đức Phật. Và cái cốt lõi cái lời dạy của Đức Phật để chúng ta đem ra chúng ta thực hành. Trong khi thì mình phân hướng theo cái gì đó, một là theo sở thích của chính mình, bởi vì mình thấy mà cái sở thích của chính mình, cái thích của mình á, cho nên là mình cho rằng cái đó đúng, rồi mình cho rằng cái đó nó hay, cái đó là cứu cánh, cho nên là mình mới bám theo cái điều đó, chứ mình không thấy thật cái lời dạy của Đức Phật để mà mình đi theo và thực hành từ thấp lên cao, rồi từ cái dễ đi đến cái khó, chúng ta thực hành như vậy thì rõ ràng là trong đạo Phật, Đức Phật luôn luôn dạy cho chúng ta cái đạo lộ để làm sao có được cái sự an lạc cho mình, dù là trên vai trò nào, vai trò của một cái người cư sĩ Phật tử, hay là vai trò của một bậc xuất gia, hay là nói chung là ở trên vai trò nào, chúng ta nếu chúng ta thực hành trong cái vai trò đó thì chúng ta vẫn có được cái sự an lạc, vẫn có được sự an lạc. Thì cái điều mà chúng ta nhớ ở trong kinh đó, Đức Phật Ngài nói Như Lai xuất hiện ở đời thì luôn luôn mang đến cái sự an lạc cho chư thiên và loài người. Là điều đó. Và trong suốt 45 năm hoằng pháp của Đức Phật á, chiên xuyên suốt như vậy, lời dạy của Ngài trong Tam Tạng Giáo Điển đều là những cái phương pháp đưa đến cái người nghe, thấu hiểu, thực hành để mà đưa đến cái sự an lạc, lợi lạc. Còn khi trong khi ngày nay đó, chúng ta thấy rằng có nhiều người nó đi bị lạc, bị xa, xa đi cái lý tưởng chính, cái lời dạy cốt lõi chính của Đức Phật, mà chúng ta hướng đến một cái gì đó cái ngoài cái khả năng của mình. Chúng ta nói rằng một cái gì đó mà cái thế giới xung quanh của mình, cái điều gì đó mà không ai có thể, chưa có ai hiểu được điều đó, hay hoặc là bản thân của mình cũng không thể hiểu được điều đó, thì mình lại hướng đến những điều đó.
mình cho là những điều đó là cao siêu, nhưng sự thật ra thì cái suy nghĩ của mình nó cũng trong cái hạn hẹp, cái biết của mình nó cũng chỉ có giới hạn, giới hạn đó thôi. Trong khi cái lời dạy của Đức Phật thì là một cái phần cốt lõi mà trong xuyên suốt 45 năm hoằng pháp của Đức Phật luôn luôn dạy cho những cái người đệ tử của Ngài, trong đó có chư thiên và nhân loại đó. Thì nếu mà ai mà thực hành theo thì cái người đó được cái sự an lạc rất là nhiều. Cho nên là cái khuynh hướng ngày nay thì mình thấy rằng có một số người rồi thích cái này lại thích cái kia, rồi bài ra cái này rồi bài ra cái nọ. Nếu không khéo thì mình đi bị xa đi, xa đi những cái cốt lõi chính yếu lời dạy của Đức Phật. Mình càng xa vời thì lúc bấy giờ đó là mình cho rằng Đức Phật dạy như vậy nó không hợp, cho Đức Phật dạy như vậy còn thấp quá, cho Đức Phật dạy như vậy nó không đúng, vân vân. Thì cái đó nguy hiểm vô cùng, tai hại vô cùng, mà mình đã đánh mất đi cái, giống như là mình có một cái viên ngọc quý mà mình cũng không biết cái giá trị của nó, và mình cũng không biết đem ra sử dụng. Trong khi mình hướng đến bên ngoài, mình cho rằng cái đó là quý, cái đó là cao siêu, cái đó là đặc biệt, rồi mình hướng đến mà mình bỏ đi cái viên ngọc quý của chính mình. Thì ở đây đó, nó có những cái khuynh hướng như vậy. Và trong ngày nay đó, nhiều cái chủ trương là thích thú như thế này, rồi cả thầy lẫn trò hướng như thế này thế nọ, nó riết rồi nó xa vời đi chánh pháp. Thì đó là cái thiệt hại cho mình thôi. Chúng con xin có cái ý để chia sẻ cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Con kính thỉnh thượng tọa trả lời. Sa thú kính trưng sư tổ Phật tử. Và sư tổ tôi xíu, sư tổ có mặt ở trước máy và sư tổ nghe, có nghe được không? Nếu sư tổ tôi xíu nghe được, sư tổ không hiểu cho biết. Trường tọa Pháp Đăng ơi, trường tọa có ở trước máy không? Một lần nữa sẽ hỏi trường Pháp Đăng có nghe được dạo. Trường tọa Pháp Đăng, chúng ta cắt tá đó. Tuy rằng không chứng được, không có luyện được thiên nhĩ thông, nhưng mà có chứng được thiên nhãn thông. Tức là giống như coi phim câm vậy đó. Và một người mà muốn chứng thần thông, muốn luyện thông phải có trình độ của tứ thiền. Đi với Tát Tá, Đề Bà Đạt Đa đó, cũng là người có thần thông và cũng có chứng thiền. Thông thường đối với chúng ta đó, mình cứ tưởng tượng là những người đã chứng thiền rồi thì họ sẽ hoan hỷ với cảnh giới của thiền định, không còn nghĩ đến cái dục lạc, không còn nghĩ đến danh lợi bên ngoài nữa. Nhưng mà có một điều là tại sao những người đã chứng thiền rồi, có những người như vậy mà họ vẫn có những cái thái độ rất là tầm thường ở trong cái chuyện mà vui buồn thương ghét? Thì đó đang có thể giải rõ cái điểm này không? Kính thưa thượng tọa. Alo. Alo. Dạ, cảm ơn quý vị. Ở trong cái câu thảo luận số 5 thì con xin chia sẻ như thế này. Thì chúng ta nghĩ đến những cái người mà chứng thần thông rồi thì tại sao họ vẫn còn những cái thái độ tầm thường của sự thương ghét. Thật sự đó thì quý vị biết rằng thần thông có thì cũng chưa có phải là diệt được phiền não đâu quý vị. Không phải là thần thông nó có rồi nó sẽ, hoặc là chứng thiền rồi nó sẽ vượt khỏi được phiền não, không có đâu. Thì chúng tôi còn nhớ một cái câu chuyện mà ở trong kinh là kể về cái câu chuyện mà có một đứa bé mà nó sanh ra đó, mà nó sanh ra nhưng mà nó không bao giờ thích cái người nữ đó, đến nỗi mà những cái người phụ nữ mà phải giả thành đàn ông muốn bú thì phải giả thành hình đàn ông rồi mặc đồ này thế nào. Nhưng mà khi mà lớn lên thì vị này vẫn chứng thiền quý vị, vị này từ phạm thiên sanh xuống
À, có nghĩa là trước đó đã chứng thiền, sanh lên cõi Phạm Thiên, từ Phạm Thiên sanh xuống loài người, sanh vô gia đình hoàng gia. Nhưng mà làm cho đức vua lúc bây giờ lo âu vì có một mình hoàng tử đó. À, mới nghĩ rằng hoàng tử bây giờ không có dương vị gì hết. À, thì đức vua lo âu như vậy. Nhưng mà khi đức vua bày tỏ lên đó, thì có một cái người có tài cầm kỳ thi quả rất là giỏi, và cái người đó đã cầm cái đàn tỳ bà khẩy và quyến rũ cái vị hoàng tử. À, cuối cùng vị hoàng tử đó thì khi mà đam mê cô này rồi thì hoàng tử rút gươm giết người nam, giết người nam, không cho người nam nào đến gần cái người phụ nữ đó hết. Cuối cùng thì đức vua nghe như vậy, đức vua đã đuổi hoàng tử và hoàng tử vào rừng. Thì khi hoàng tử vào rừng đó thì hoàng tử đi hái cái cây do cái cô này ăn, và cái cô này cũng quyến rũ một vị có thần thông. Vị đó có thần thông bay qua hư không mà cái chỗ mà hai vợ chồng hoàng tử ở đó, mà lúc đó hoàng tử cứ đi vắng, và đã làm cho cái vị đạo sĩ đó mất hết thần thông. Khi mà hoàng tử về thì hoàng tử thấy, hoàng tử biết, hoàng tử hỏi ra thì cô ta đã quyến rũ cái vị này hoại thần thông. Thành ra nhiều khi quý vị biết rằng cái thiền chứng và cái thần thông đó, tuy rằng chúng ta tu tập có được cũng rất là khó khăn, nhưng mà vì còn phiền não tham ái nên đó, có những cái hiện tượng người các phái thì cũng bị, cái người cũng bị hoại thiền thôi quý vị. Khi mà người đó bị dính vào danh lợi, dính vào nữ sắc rồi thì thần thông nhiều cũng hoại hết. Thành ra chúng ta biết rằng cái phiền não là cái cội ruột, cái cội rễ, mà chưa có diệt được cái phiền não ngủ ngầm, nó vẫn có cơ hội để phát tán. Nó cũng vẫn có cơ hội phát tán từ mắt, từ tai, từ mũi, từ miệng. Nếu mà vị đó mà ở trong thiền, nếu mà vắng chỗ vắng mà ở trong thiền tu tập gìn giữ thì được. Còn nếu mà vị đó mà không khéo gìn giữ mà bị những cái trần cảnh đó, thì vẫn bị hoại thiền như thường, chứ không phải hoại thiền, hoại thần thông như thường, chứ không phải là thần thông đó là thoát khỏi đâu quý vị, không có thoát khỏi. Chính vì điểm đó đó nên đó, những cái phương pháp mà Đức Phật ngày dạy về thiền quán như thể trược, 32 thể trược hoặc 10 một tử thi đó, những đề mục bất tịnh đó, thì đó là những cái đề mục mà để nhổ mái lên. Nếu mà mình chịu khó mình tu tập những cái đề mục đó thì mình mới, cái tâm lực của mình nó nhìn thấy mình nhìn thấy cái những cái mình tu tập những đề mục bất tịnh thường đó, thì mình sẽ thấy được cái sự nhàm chán, vì lúc bấy giờ cái trí tuệ nhìn thấy danh sắc được. Còn ngược lại, nếu mà cái người mà tu thần thông đó thì họ cũng bị đam mê thôi quý vị. Chúng ta thấy như là chú Na Ca Ná có thiên nhãn thông đó, nghĩa là thấy chư thiên mà không nghe chư thiên nói, cũng giống mình coi kinh cấp vậy thôi. Thiên mà mình tắt ô ly mình coi mình cũng thấy, và cái lòng thất mà chú Na Ca Ná tu thiền để đắc thiên nhĩ thông nhưng mà lại không đắc được quý vị. Thành ra cái người mà tu thiền quán thì họ thấy thế gian là vô thường, khổ, vô ngã. Chính là cái tướng, ba cái tướng này đó để tham ái giảm bớt. Còn khi mà mình tu có thiền chỉ thì đề mục hoàn tịnh nó cũng có thể mang lại cái năng lực thiền và thần thông, nhưng mà nó cũng được tham ái. Và có cơ hội thì tham ái nó vẫn bùng phát trở lại quý vị. Thành ra chúng ta phải hiểu như vậy đó, thì chúng ta mới thấy rằng đối với Đức Phật ngày nói về khổ và sự, nó có một cái tầm rất là quan trọng để tẩy trừ những cái phiền não. Còn nếu mà chúng ta không thấy khổ và không diệt khổ với lòng tham đó, thì cái lòng tham nó có, thì cái dù là có thiền định thần thông đó, thì cũng bị hoại thiền như thường. Đó là cái tầm mà quan trọng của Phật giáo, và với cái lời dạy của Đức Phật là như vậy. Còn khi mà chúng ta thấy rằng thiền sơ, thiền nhị, thiền tam, thiền tứ, thiền hay là có thần thông, tiên nhãn thông, hay là có những loại thần thông
Thì có rất là nhiều những câu chuyện vị tỳ khưu mà đương thời của Đức Phật mà khi mà bị ái luyến về những cái thương nhớ những người nữ sắc ấy, thì Đức Phật ngài cũng dạy là cũng những cái vị đó chưa có tâm tu tập nhiều, trong quá khứ ngài đã đắc được thiền vậy mà còn bị hoại thần thông. Ngài nói lên như vậy để cho thấy cái tầm quan trọng là khi mà gần gũi những cái người khác phái đó, nó sẽ khuấy động cái tâm mà tham ái lên rất là nhiều và rất là dễ bị hoại thiền, ngày hoại thần thông. Thì anh cái câu hỏi số 5 đó, thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin tỉnh thượng tọa trở lại, nếu cái gì cần nói thêm về tỉnh thượng tọa. Dạ. Sa thủ cái chân thượng tọa pháp đặt. Thưa quý Phật tử, chúng tôi xin có vài chia sẻ trong bài học ngày hôm nay cùng với chư tăng. Thứ nhất, thứ vị Sư Đắc Ca Tá là một cái hình ảnh tiêu biểu rất là điển hình cho những người đến với giáo pháp nhưng mà không nhận ra được mục đích chân thực của giáo pháp. Ở Sư Đắc Ca Tá nghĩ rằng cao siêu thì Phật pháp phải là thỏa mãn những cái ước vọng của mình, yeah, cũng như nhiều người tin rằng mình đi chùa để làm gì, để nhờ chùa chiền nhờ lại Phật mà mình được giàu sang, được sinh con trai nói giỏi, rồi thăng quan tiến chức vân vân. Thật ra thì không phải những người này họ làm như vậy là họ sai hoàn toàn, nhưng mà điều rất là tiếc là họ không khó thấy được cái giá trị thật sự của giáo pháp. Giáo pháp không dạy cho chúng ta sự dính mắc, mà thay vào đó giáo pháp luôn luôn dạy chúng ta tập nhìn lại và vượt qua mọi cái ảo tưởng về đời sống của mình. Và nói đến ảo tưởng thì ở đây có một điểm mà Thượng tọa Pháp Đăng vừa đề cập đến khi nãy, chúng tôi cũng muốn nói đến một cái thí dụ tương tự ở trong đời sống ở tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, chúng ta thường quan niệm rằng một khi mình giàu có, mình có tiền nhiều đó, thì cuộc sống mình sẽ sung túc và mình không phải bận tâm với những điều nhỏ nhặt. Nhưng mà thật ra đó không phải là một hình ảnh chung của tất cả những người giàu có. Đa số những người giàu có đó, thì họ xài tiền bạc rất là rộng rãi. Họ có cái cuộc sống rất là thoải mái. Nhưng mà thưa quý vị, cũng trong số đó có những người họ càng giàu thì họ càng tiết kiệm, thậm chí họ càng hà tiện, và hà tiện hơn là cái người bình thường nữa. Về điểm này thì thật ra rất là khó hiểu ở trong cuộc sống của chúng ta. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta nghĩ rằng nó không có đáng để làm như vậy. Nhưng mà kỳ thật thì con người khi mà giàu có, thưa quý vị, thì họ cũng có những cái rất là tầm thường, hay là những người nổi tiếng và những người nổi bật chúng ta gọi là celebrity, thì đôi khi chúng ta cũng có một cái cách nhìn gọi là stereotype, tức là một cái nhìn đó có tất cả là một cái định kiến là họ là thế này, họ là thế kia. Nhưng mà khi mà đọc lại những cái hồi ký thì mình thấy rằng đôi khi những người mà đã rất là nổi tiếng rồi thì họ rất là nhạy cảm với một cái lời khen chê rất là tầm thường. Không phải ai nổi tiếng cũng coi thường lời khen chê hết, mà đôi khi họ còn nhạy cảm hơn nữa. Và cũng có những người, thứ vì họ cũng giàu có. Ở Mỹ này có nhiều trường hợp là có những người làm lợi tức rất là cao, hoặc ở trong gia đình mà người chồng cái tiền thu nhập rất là cao, nhưng mà họ vẫn phạm cái tội, một cái tội rất là tầm thường là ăn cắp vặt. Ăn cắp vặt trong cái tiệm, các thứ cái tiệm á, và ở cắp vặt chuyện đó có xảy ra. Thì câu chuyện mà của Nivadatta hay là của Sunakata, mặc dù đã có thời gian tu tập thiền chứng rồi có được thần thông, nhưng mà sau đó thì thiền cũng biến mất, thần thông biến mất,
Và những người này lại trở lại quanh quẩn với cái tầm thường, rất là tầm thường, về cái danh lợi hơn thua thế này thế kia. Đức Phật Ngài có nêu lên một cái trường hợp là có những con vật ở trong đại tự nhiên á, khi nó sanh con ra thì nó chết. Như quý vị ở Bắc Mỹ quý vị biết là con cá sao minh á, nó sanh, nó đẻ trứng là chết. Và chúng ta cũng biết rằng có những loài cây mà nó trổ bắp rồi nó cũng chết, như cây chuối, như cây tre chẳng hạn, hay nó trổ bắp thì nó chết. Có nhiều người đó, khi chưa đạt đến danh lợi, khi chưa đạt đến cái đỉnh cao của danh vọng, thì họ đương đó rất là tốt, tốt lắm. Nhưng mà khi họ đã đạt đến chỗ đó rồi đó, thì thưa quý vị, thì chính cái sở đắc, nó là hại chính họ. Nó hại chính họ rất là nhiều. Ở tại Mỹ thì có rất nhiều trường hợp, một người CEO, tức là một người tổng giám đốc của một cái công ty lớn, lương hàng năm cả hàng triệu đồng, họ không phải là dở, nhưng mà do cái sự khinh suất hay là do cái nghiệp đưa đẩy, và cuối cùng bây giờ họ phải chạy đi làm bồi bàn. Cái chuyện rất là khó tin, tại sao một người CEO bây giờ phải chạy đi làm bồi bàn để mà sống. Nhưng mà chúng ta nhìn vấn đề là chúng ta nhìn một cách rất là chung chung ở bên ngoài, người ta đã thành công như vậy, họ không thể làm việc tầm thường như vậy. Nhưng mà rồi thứ gì, đến lúc mà tự mình sa đà, đến lúc tự mình đi xuống rồi đó, thì cũng phải chấp nhận công việc bình thường để mà sống. Tại vì lý do là khánh tận tài sản rồi. Thì một cái người thật sự tiến hóa trong Phật Pháp đó, thì người đó sẽ hiểu được thế nào là cái giá trị của cái gọi là cái chất của thiện. Cái chất của thiện nó rất là khác với cái chất của bất thiện. Và cái chất của thiện đó là nó không có giới hạn, và càng sống với thiện thì nó càng tăng trưởng điều thiện. Nhưng mà cái chất của ác đó, nó càng sống với điều ác thì nó càng tàn phá với điều ác. Và cái chất của điều thiện đó, nó phải được xây dựng từ cái niềm tin căn bản bước đầu. Thí dụ như ở trong trường hợp này, Đức Phật dạy rằng đối với Sư Nát Khát Tá thì không có trường hợp Sư Nát Khát Tá nghĩ rằng Đức Thế Tôn là bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều người thiên nhân siêu Phật Đà Thế Tôn. Chúng ta nghe như vậy, chúng ta nghe một cách giống như tên lý của tôn giáo. Nhưng mà thưa quý vị, những ai mà thật sự hiểu Đức Phật là bậc ứng cúng thì người đó thấy giá trị của sự thanh tịnh. Tại vì Đức Phật là bậc A-la-hăng, nghĩa là đứng bậc ứng cúng, nhưng còn nghĩa là bậc trọn lành, bậc thanh tịnh. Mà những ai mà quý trọng sự thanh tịnh, những ai mà tôn kính sự thanh tịnh thì người đó không có đi vào con đường chạy theo danh theo lợi như là Sư Nát Khát Tá hay Đề Bà Tát Tát. Khi mà nói Đức Phật là bậc chánh biến tri thì người đó thấy giá trị của một thứ trí tuệ, mà trí tuệ gọi là chân trí tuệ. Trí tuệ thấy sự thật là sự thật, mà không có vẽ vời một sự thật thế nào thì sống như vậy. Ví dụ như Đức Phật dạy rằng tất cả pháp hữu vi là vô thường, là khổ, là vô ngã, thì dù mình thích hay không thích mình cũng chấp nhận như vậy. Và cái trí tuệ đó không đơn giản. Mà một khi mà chúng ta hiểu được điều đó rồi đó, thì chúng ta sẽ đánh giá cao trí tuệ mà chúng ta không xem thường trí tuệ. Hay là nói rằng Đức Thế Tôn là bậc minh hạnh túc bởi vì sự hiểu biết và đời sống của Ngài nó song hành. Ngài sống với những gì mà Ngài giác ngộ, và Ngài hoàn toàn hiểu rõ những gì mà Ngài sống. Minh và hạnh đồng hành, minh và hạnh đều đầy đủ, minh và hạnh đều quyền một cách nhân điện. Thì chỉ riêng với giá trị này mà chúng ta hiểu Đức Phật á, thì chúng ta không có rơi vào trong trường hợp của Sư Nát Khát Tá, của Đề Bà Tát Tát. Cái này khó lắm, rất là khó. Ví dụ như bây giờ cũng có người thương cha thương mẹ, nhưng có người thương cha thương mẹ tại vì ô mẹ nó ngoan quá, hay là mẹ cưng chiều tôi lắm, tôi muốn cái gì thì mẹ cưng chiều cho, tôi rất là thương mẹ. Cái thương mẹ đó là thương mẹ khác. Nhưng nếu một người thương mẹ tại vì thấy rằng mẹ đã hy sinh một cách thầm lặng cho con mà không vừa kể không, thương mẹ tại vì thấy rằng mẹ có đủ cái tâm bao dung tha thứ
khi mà con phạm những lầm lỗi dù tệ nhất cũng có bao dung được. Khi mà hiểu mẹ theo cách đó đó, hiểu cha theo cách đó đó, thì thưa quý vị, người đó hiểu một cái hình ảnh lớn hơn, hơn là chỉ thương cha thương mẹ trong cách thương tập thương. Bởi vì vậy chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng khi mà mình tin Phật, mình lại Phật, thì có nghĩa là chúng ta thật sự hiểu Phật. Không biết bao nhiêu người ở trên thế gian này, họ biết những bài báo, họ chửi chùa này, họ chửi thầy kia, rồi ở dưới họ nói là tôi là người Phật tử mà tôi không có thể chấp nhận được. Chúng tôi hiểu là các vị đó có những cái phiền não, nhưng mà khi các vị nhận người mình là Phật tử, cái Phật tử của các vị đó chỉ đơn thuần là những người chỉ biết đi chùa, quý y xin lấy được pháp danh, chứ người thật sự không học đạo. Khi mà chúng ta có học Phật pháp, khi mà chúng ta có hiểu lời dạy của Đức Phật, thì cái nhìn của chúng ta nó sẽ khác đi. Chúng tôi nhớ rằng ở gần chúng tôi có một người mà họ luôn luôn họ khen sư Toại Khanh, và sư Toại Khanh thuyết pháp hay. Và khi mà ai hỏi người đó, thì vị này họ đem cái đem những câu chuyện sư Toại Khanh kể đó, và khiến họ kể mà vị đó sẽ rất là thú vị. Nhưng câu chuyện kể làm cho người khác nghe bất bình, nó sao tại sao ông sư mà nói chuyện kỳ vậy. Thì thưa quý vị, cũng tội nghiệp cho người đó, cũng tội nghiệp sư Toại Khanh là vị này họ chỉ trích ra một cái đoạn rất là nhỏ, rất là nhỏ, trích một đoạn rất là nhỏ, nhưng cái đoạn đó là theo cái trình độ của vị này, mà cái trình độ vị này là chỉ có thể hiểu được chừng đó thôi, chứ không thể không thể hiểu nhiều hơn được nữa. Và khi vị này khen sư Toại Khanh đó, thì cái khen đó cũng khiến cho cái người nghe bất mãn, tại vì vị này trích nó không có đúng. Chúng tôi nghe được câu chuyện như vậy, thì chúng tôi chỉ có thể nói như vậy là thật ra cái thích hay không thích, cái vui hay buồn, hoặc giả mình đánh giá người nào đó, thì mình phải phải hiểu cái câu gọi là tiền đồ tri mã lực, cứu sử thức hiền nhất. Trường đồ tri mã lực cứu sử thức hiền nhất là đường dài mình mới biết sức ngựa, và sống lâu mới biết người. Mình nghe người ta nói mà chỉ có một câu hai câu không đủ đâu, và hoàn toàn không đủ. Đôi khi chúng ta có vấn đề đó là chúng ta không có hiểu hết. Chúng ta không hiểu hết. Và nó cũng là một cái sự việc xảy ra hiện tại bây giờ. Chúng tôi xin được dành vài phút để có một lời tâm sự với Phật tử là khi khởi đầu mùa đại dịch đó, thì chúng tôi dành nhiều thời giờ để nói và thông báo về đại dịch. Nhưng mà sau một thời gian, 2 tháng đó, thì chúng tôi nhận ra một điều mà chúng tôi chấm dứt, chúng tôi không nói nữa. Là bởi vì ở trong số những Phật tử ở chùa, ở số những người nghe trong podcast, có những người khi mà nghe chúng tôi nhắc về đại dịch đó, thì các vị chẳng những không vui mà hoàn toàn bất mãn. Và ban đầu thì chúng tôi không để ý, như là Phật tử trong chùa. Sau này chúng tôi mới thấy rằng vấn đề đại dịch không phải là vấn đề chỉ là một cái việc mà liên quan đến sức khỏe hay liên quan đến sự xáo trộn xã hội, mà nó là một vấn đề chính trị ở Mỹ. Đó là vấn đề chính trị ở Mỹ. Có những người họ mang một quan điểm chính trị nào đó, thì họ hoàn toàn tin rằng đại dịch không có thật. Họ tin rằng mang khẩu trang là một cái chuyện là theo đảng phái. Họ hoàn toàn tin rằng cái chuyện mà COVID-19 đó là một cái hư cấu mà lập ra là một đồng phép chính trị. Và khi mà họ nghĩ rằng chúng tôi nói lên điều này đó, tức là chúng tôi một quan điểm chính trị nào đó, và ngay đó là những người Phật tử trong chùa. Và thưa quý vị, cái quan điểm chính trị đó rõ đến nỗi mà chúng tôi thú thật, trong cuộc đời chúng tôi ở chùa chưa bao giờ mà chúng tôi thấy rằng những cái quan điểm chính trị mà nó chia rẽ cộng đồng người Việt, nó chia rẽ Phật tử trong chùa, nó chia rẽ những thành viên trong giáo hội,
lớn như là vấn đề đại dịch hiện nay. Và chúng ta đọc về nước Mỹ thì chúng ta biết. Và cuối cùng thì chúng tôi nghĩ là chỉ có một cách là im lặng. Dạ, có một im lặng, tại vì đa số người Việt, đa số Phật tử ở chùa, họ mang một cái khuynh hướng nào đó. Và khi mà mình nói rằng COVID là một chuyện lây lan rất là nguy hiểm, thì họ đâm ra bất mãn. Mà bất mãn lớn chứ không có đơn giản, thưa quý vị. Họ bất mãn, họ nghĩ rằng chúng tôi nói lên điều đó vì cái quan niệm theo một cái đảng phái chính trị hay theo quan niệm nào đó. Thì cuối cùng mình đành chịu. Đôi khi nó khó. Dạ, đôi khi nó rất khó chứ không đơn giản. Dù sao đi nữa thì chúng tôi cũng nhắc rằng có thể có một số các vị không vui khi nghe chúng tôi nói điều này. Thật ra sự lây nhiễm COVID là một chuyện có thật trong cái nhìn của chúng tôi. Và đừng bao giờ nghĩ rằng chuyện lây nhiễm đó là một cái chuyện mà như bệnh cảm mà bình thường. Thật ra có rất nhiều người chết. Ở trong chùa Pháp Luân hiện tại, thứ Phật tử trong chùa đó, là đã có 2 người chết vì COVID và 3 người khác đang bị lây nhiễm. Trong đó có 2 người đang nằm ở ICU ở bệnh viện. Và đó không phải là một hư cấu. Việc đó cũng không phải là một luận pháp chính trị, đó là một sự thật. Thật ra, nếu giả sử như có vị nào buồn phiền về việc này, thì chúng tôi cũng khuyên rằng, thôi thì mình cứ nghĩ như vậy. Cho dù mình cho nó không thật đi nữa, nhưng mà cẩn thận nó vẫn tốt hơn. Tại sao mình đem cái mạng mà ra đùa giỡn? Và mình không nên đặt vấn đề chính trị quá nhiều việc này, mà cố gắng để tìm hiểu và chấp nhận sự thật. Và do vậy, chúng tôi rất mong rằng mọi người chúng ta đôi khi trong cuộc sống có một cái nhìn, có một cái thái độ là chúng ta tỉnh táo. Đôi khi chúng ta không tỉnh táo như trường hợp xuống đất cát đá, chỉ đeo đuổi một cái ý muốn là làm sao để đắc được suy nghĩ mà tạo ra rất là nhiều những cái bất hạnh cho bản thân của mình, và chúng ta không có lý do gì mà chúng ta phí thời giờ cho những việc như vậy. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Đề Tâm Ba. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào trong được thuyết giảng, đại lễ quý ngài, thân chào tạm biệt Phật tử, chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con Nhật Bình xin điều khuyết cho phòng làng. Và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong trung kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dặn dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc cho đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thượng lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Giá. Và Nhật Bình kính cảm ơn tất cả quý vị cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con xin hỏi.
thành tư khẩu ý thân, hóa thành vốn quả thi nhân. Sapang subang kalang rakan tu sapa devata sapa buta lupa wena soti hon tu niron darang hotu sapang subang kalang rakan tu sapa devata sapa dhamma lupa wena soti hon tu niron darang hotu sapang subang kalang rakan tu sapa devata sapa sangha rupa vena sote hondu yeron tarang viên công đức đã làm kiếp kiếp lần giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niên thành chân giác. Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Buddha Thâm Mã xin phép được đóng trung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Buddhaya và cảm ơn Huệ Ngọc.